Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con thắt lưng. Đấy, hôm nay về mấy lô thắt lưng hàng Mỹ nhá. Lô thắt lưng hàng Mỹ quá ok luôn. Hiện tại thì bên em về cho các bác được hai mã màu là mã màu nâu và mã màu đen. Đấy thì báo giá công khai bác luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 180.000, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thắt lưng da bò của Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, da thật 100% luôn. Cam kết các bác là da thật 100% và các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa đốt liếc cho em thoải mái luôn. Đây, con này màu nâu rất đẹp này. Đấy, con này màu nâu. Con đâu, con màu đen rồi nhỉ? Đây con màu đen đây. Đây con này con màu đen này. Mặt thì nói chung là quá là ok luôn. Cái mặt này thì em lựa cái mặt này để nó dễ, các bác dễ sử dụng nhất, vì chủ yếu là tầm khách của em là toàn khách trung tuổi mà, nên là mặt này thì các bác rất là dễ dùng này. Đấy, mặt này nó không bị trẻ quá nhá. Đấy, nói chung là phù hợp với các bác trung niên. Đấy. Và mặt này thì em báo luôn thì mặt này nó là con lăn nhá, mặt là con lăn. Cái con lăn này hay của cái con lăn này là các bác không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là các bác có thể đeo vừa hay không. Mà các bác chỉnh cái con lăn này là nghĩa là bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết. Đấy. Nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là con này nó sử dụng hết này. Đôi khi là ví dụ như là những cái lẫy này, đấy những cái lẫy hoặc là những cái khuy ấy các bác cài vào ấy là nó hay bị hụt. Ví dụ như bác nào bụng to quá thì có khi lại không tới, à nó lại bị thừa quá cái phần cái lẫy này là các bác không cài được, cuối cùng cũng không thể đeo được. Hoặc là những cái bác nào bụng nhỏ quá thì lại không tới. Đấy, không tới được cái phần khuy. Đấy nên là rất là dở hơi. Đấy thì em sẽ nhập cho bác về cái mã con lăn này. Cái con lăn này thì nó không quan tâm đến là bụng to nhỏ, đều đeo được hết nhá. Bụng to bụng nhỏ là đều đeo được hết luôn. Đấy, không quan trọng kích cỡ. Đó, nói luôn là không quan trọng kích cỡ luôn, nên nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy thì con này là mặt con này là dây màu đen này, con này dây màu đen. Còn con này là dây màu nâu này. Đấy thì tại bên em đã có hai mã màu là màu nâu và màu đen, còn mặt thì nó giống nhau hết luôn. Đấy, mặt giống nhau hết luôn này. Mặt thì sáng choang như gương luôn nhá, soi gương luôn. Giá công khai sẽ là 180.000 một sợi nhá. Đấy, dòng thắt lưng da bò, lên mã em sẽ là thắt lưng da bò. Hàng của Mỹ này. Đây. Made in USA nhá. Hàng này thì 100% da thật luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn nhá. Da thật 100%, cam kết bác luôn. Dùng cực kỳ ok. Cái này này con này là em đang dùng chắc khoảng tầm là 2 năm nay rồi. Em dùng chính bản thân em dùng ở tầm 2 năm nay rồi. Nói chung là hàng này nó về số lượng ít lắm, nó không về được nhiều đâu các bạn. Không về được nhiều đâu. Mỗi lần về chắc được vài chục cái thôi. Đó thì lên mã em sẽ là thắt lưng da bò nâu hoặc là đen nhá. Đấy, 180.000 một sợi này các nhá. 180.000 một sợi này. Hàng của Made in USA. Đấy, bao chất bao xài bác luôn đây. Made in USA này. Đấy, Made in USA nhá, quá uy tín luôn. Đó, thắt lưng da bò nâu màu đen 180.000 nhá. Thì các bác lấy màu nào thì cứ báo cho em nhá, để em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đấy, 180.000 một sợi thôi. Giá quá hợp lý luôn. Tiếp theo thì về luôn cho bác mã hàng, đó là cái con ví da khâu tay cũng của Mỹ nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái ví da khâu tay. Đấy, có hai, cũng hai mã màu luôn, là màu nâu màu đen. Và em báo giá luôn, giá sẽ là 140k cho một cái sản phẩm ví da bò khâu tay nha. Đấy, hai màu. Màu này là màu đen này. Đấy, màu đen đây. Màu đen đây các nhá. Con này thì 100% là hàng khâu tay, dùng cực kỳ ok luôn đây. Đấy. Nó khâu hết viền này, khâu hết viền. Đấy, khâu hết viền nhá. Da của nó thì cũng là da nguyên miếng luôn, Made in USA. Đó, thấy rõ không? Made in USA. Rất nhiều ngăn nhá, thoải mái các bác đựng luôn. Đấy, ngăn trong ngăn ngoài này, các bác đựng thẻ này, đựng căn cước công dân, đựng giấy tờ này. Bên trong là các bác đựng tiền nong. Có cả một ngăn khóa luôn nhá. Đấy, có cả một ngăn khóa luôn. Hàng này em cũng dùng cùng với lại cái thắt lưng này kìa. Em cũng đang dùng cùng với thắt lưng này các bác nhìn này. Da của nó nguyên miếng luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn. Hàng cũng 100% da thật nhá. Con này là màu đen này. Hàng của nó là nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này. Màu đen của đây em lấy cho bác, còn màu nâu. Nói chung là các bác mua con này về yên tâm về chất lượng đi. Em bảo hành cho bác về da luôn, bảo hành 2 năm cho bác về da luôn nhá. Nếu có vấn đề ví dụ da chóc, da nổ cho các bác trả lại luôn, yên tâm đi. Đấy, chuẩn chỉ 100% luôn. Đây, con này con màu nâu. Made in USA nhá, quá ok luôn. Cực kỳ xịn này. Đấy, phần viền này nó đều được là khâu tay hết nhá. Đấy, khâu tay bo chắc chắn chất lượng. Đây em lấy cái con ví của em đang xài này. Đây các bác nhớ, cái này là em dùng khoảng tầm 2 năm nay này. Cái này thì các bác yên tâm là càng dùng nó càng bóng. Đấy, hay của cái sản phẩm da xịn là các bác cứ càng dùng nó càng bóng mà nó càng đẹp đây này. Made in USA nó vẫn còn tem này. Đấy, thẻ thiết ngân hàng vẫn còn nguyên nhá. Vẫn ngon lành luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác đựng thoải mái, ngăn thẻ rồi ngăn giấy tờ đầy đủ bác luôn. Đó đây. Khâu tay này. Đấy, càng dùng nó càng bóng nha các bác, nhìn bình thường này. Thì em không dùng này. Đấy, con này là mới, không dùng thì nó không bóng lắm, như con này này. Càng dùng nó càng bóng, nó càng đẹp luôn. Đấy. Hàng cứ bao chất bao xài bác luôn nhá. Hàng này thì hàng da thật 100% nên các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng cực kỳ ok. Đấy.
Nói chung là bỏ ra với cái số tiền chỉ có 140.000 thôi mà xài nó chất lượng thì các bác nên mua, các bác nên mua. Đấy, con này là con màu đen, con này là con màu nâu nhá các bác nhá. Đấy thì bên em đang bán đồng giá là hai mã này sẽ là 140.000 một cây nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái ví da khâu tay màu nâu màu đen nhá. Đấy, chỉ 140.000 thôi, hàng bảo hành da cho bác luôn nhá, bảo hành bác 2 năm về da luôn, có vấn đề nổ niếc các thứ là bên em đổi bác luôn nhá. Đấy, vì cái sản phẩm này anh em cũng đã dùng và trải nghiệm rồi, em thấy rất là ok nên em nhập về để bán bác này. Made in USA này. Đấy, hàng thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng số lượng có hạn này. Đây này, có cả ngăn khóa, ngăn đồ các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, ngăn khóa để các bác, cái ngăn trong này các bác đựng những cái tiền nong thứ rồi này. Đấy, ok luôn nhá. Đó, cực kỳ nhiều ngăn các bác đựng thoải mái luôn. Đó. Ví da nhá, 140.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao combo Nhật 7 món nhá. Báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này. Đấy, giá này là giá công khai và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em báo giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có ai bán rẻ nha em. Nói luôn đấy, bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi. 1 triệu cho nên 900.000, nói thẳng luôn, không là có giá 750 đâu. Đấy. Lãi chút ít, lãi tình cảm với bác thôi. Nên là anh em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi. Đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này. Đấy, hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn. Nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện như này, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này. Đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây. Con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn. Quá xịn này, đóng gói kinh khủng khiếp luôn. Đóng gói này, đóng gói. Đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài nó, ui cái đế nặng giá mà. Đây, logo Gunbo này, đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này. Hộp đựng dao nặng trịch luôn. Giá mà. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này. Một cây kéo này có logo Gunbo này, đấy, một cây kéo sắc bén. Cây này các bác cắt gà vịt thịt xương cá mú thứ cho em ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây còn em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây logo Gunbo này. Logo Gunbo nhá, Joskin Japan này thấy không? Joskin Japan. Tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Test ra bác coi luôn. Dòng Gunbo này có yên tâm về chất lượng đi, không cần phải nghĩ luôn. Các nhìn không? Dã man luôn, đây. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá. Các bác cầm cũng cẩn thận nhá. Đấy, không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây cái nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi, chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi ít mua, nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây con này còn hoa quả này, con này thì cũng không sắc không kém gì con kia luôn. Đấy, con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các nhìn này. Da nó phải như này. Đấy, kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là một cái bé bé này là bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa làm đủ các kiểu đây. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy. Cái con này tay cầm thiết kế cái phần tay cầm rất là to, cầm rất là vừa tay nhá. Đây dao thái tiết bác coi, à dao chặt nhá. Dao chặt này. Các bác nhìn dao chặt này. Kinh khủng khiếp. Dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá. Dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá. Con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt xương đây. Test cho các bác con chặt này các bác cũng choáng luôn này. Đây, còn những con chặt này. Con chặt test nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra dao chặt thì test giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khía được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy, con này chuyên chặt nữa nhá. Đấy, tổng quan.
Một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đã đếm lại các con nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này. Một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này. Một cái cây chặt băm nhẹ là 6 này, một cái cây chuyên này chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nha. Để các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ như này. Dùng cực kỳ ok. Bền chất lượng mà cái chất dao của nó thì không có gì phải chê về dòng combo rồi. Quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi. Không cần mua thêm gì cả. Mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy, lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình dắt vào, rất gọn gàng ok nhá đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhỉ. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào sẽ nhỉ. Bóng sáng đẹp luôn. Chung là cực kỳ ok. Đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi. Bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức. Bộ này thì hàng của thương hiệu Willing. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi. Chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nha. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổi bác con. Đấy, đóng gói cũng y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật mà. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy, thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Willing nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến cho bác là cái khay định dao. Đấy, đóng gói hơn cả kỹ là ông Nhật luôn, dính giếp các kiểu. Đây, đấy, đây là combo này, quá thể luôn. Đó, rồi đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây logo Willing nhá, made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn, cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây này, cây liếc mài quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua chút nha. Đây, em cắm luôn này. Đấy, cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái. Cái này thì cũng để chuyên để lọc thái nhá, chuyên lọc thái, chuyên lọc thái này. Logo Willing này. Đấy, logo Willing. Đấy, đây made in gặp Gani nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá, con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng, hàng cũng bao sắc lắm luôn này. Cho bác xem giấy này. Đấy, con này thì không phải chê rồi, dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Đây, dã man luôn. Đường giấy đi mịn mịn không nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn. Ok. Đấy, dắt vào đây. Dùng xong các bác dắt đây. Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây, chuyên bác gọt hoa quả này. Con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn. Đó. Tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi. À, bộ Nhật đúng không ạ? Đấy. Chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng nhá. Đấy, em quay nhanh bác luôn. Đây, con này là con chặt. Con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút. Con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây, đó. Logo Willing à, cực kỳ xịn ngon lành nhá. Đó đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy. Tổng quan bộ sản phẩm đây, bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi. 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Đây, em bày ra đây một lần nữa nhá.
ra coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá, sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ này, một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này, một cái cây lước mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này, một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như cục bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ Gunbo Nhật này. Đấy. Thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy, em báo giá lại lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì nhà em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ thớt Đức này. Bộ thớt Đức nhá, bộ này cũng dùng nhà bếp thì cực kỳ ok luôn. Đấy, dòng thớt Đức hai mặt nhá, một mặt inox và một mặt nhựa. Kích thước của nó sẽ là 42 x 30. Báo giá công khai với các bác luôn là 210.000 thôi. 210.000 cho một con sản phẩm này. Con này thì các bác cầm yên tâm, nặng lắm. Nó phải nặng hơn 2 cân, nặng kinh khủng khiếp luôn. Nặng trịch luôn nhá. Đấy, nặng hơn 2 cân nhá. Nặng dã man luôn. Đấy. Hai mặt luôn nhá, một mặt inox này, mặt sau là nhựa này. Đấy, mặt nhựa các bác dùng để thái trước các thứ này. Còn cái mặt inox này các bác băm chặt các thứ ok luôn này. Đấy. Logo Wailing này, đây logo Wailing. Inox 304 nhá, Su 304. Đấy, made in Germany. Có phần quai sách này. Toàn bộ cái phần viền ngoài nó đều được bo một cái lớp nhựa nhá. Đấy, vừa chống sốc này, chống trơn trượt này. Các bác để lên cái phần mặt kính, mặt đá ở cái phần bếp nhà mình nó không lo đến bị trơn trượt nhá. Đấy, cái ma sát. Cái ma sát của nó rất là tốt luôn. Cái ma sát rất là tốt nhá, nó không bị xê dịch các bạn. Đấy, vì nó ôm rất là chắc vào. Đấy. Và cái mặt inox này là nó thiết kế theo cái dạng là đây này. Các bạn nhìn này, cái vân ngang vân dọc này, các nhìn này, vân ngang vân dọc nhá. Khi mà các bác sử dụng các bác xài nó không bị ấy, nó không bị trơn trượt nhá, bị trơn trượt. Đó, giá thì quá là hạt rẻ rồi. So với mọi năm thì cái mức giá này các bác rất dễ mua luôn. Bình thường em đang bán năm ngoái rồi, đang bán con này khoảng tầm 350.000 cho đến 370.000 con luôn. Đấy, đấy, nó về cái lô này giá nó rất là tốt. Nó chỉ có 210.000 thôi. Đấy, và còn hai mặt luôn, hai mặt và kích thước rất là to. 42 x 30 nhá. Các bác tưởng tượng là 42 x 30 nó rất là to. Đấy, to cực kỳ luôn. Các bác chặt thái cái thứ giờ thoải mái. Nhà Tết nhất là lắm công việc. Đấy, mình chặt thái cỗ bàn thứ là con này thì quá ok luôn. Đấy, chỉ có 210.000 thôi. Giá quá hạt rẻ. Bình thường các bác mua một chiếc thớt gỗ là nó đã rơi vào khoảng tầm, có những cái thớt đắt nó rơi khoảng tầm 500-600.000. Đấy, nhưng con này là thớt inox nhá, hai mặt luôn. Thớt inox các bác dùng rất là sạch sẽ, yên tâm, không lo nấm mốc này, không lo nó bị cặn bẩn mùn miếc các thứ này. Đấy, các bác dùng thớt inox thì quá là sạch sẽ rồi. Đó. 210k nhá, 210k. Lên mã giúp em sẽ là thớt Đức hai mặt nhá. Kích thước là 42 x 30. Đấy, bao ship cho bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn. Giá cực kỳ tốt. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Lên mã em xem cái bộ mũi khoan đa năng. Hôm qua giảm cho bác 100.000, chốt liên tục luôn, chốt điên tòi tọi luôn đấy nhá. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, lô mới luôn. Một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi. Đấy, 5 mũi hàng bãi Nhật nhá, 5 mũi hàng bãi Nhật đây. 2 4 tổng là 5 mũi này, sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. Đây, 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 là cái mũi khoan mà phổ thông khoan nhiều nhất này. Tiếp theo là một cái mũi 8 nhá, một mũi 8. Đấy, một mũi 8 này, một mũi 10 và một mũi này sẽ là mũi 12 là mũi lớn nhất nhá. Mũi này là mũi 12 này. Đấy, phi 12. Đấy, sẽ gồm có tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Đấy, đây. 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy, vì em giá hiện tại đây em đang xả kho cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi. Lên mã cho em xem cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, mũi khoan đa năng 5 mũi, 100k một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi này nó hay ở một cái điểm là cái phần đầu của nó là cái đầu nhọn, cái đầu tên lửa này, các bác nhìn này. Cái đầu tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy, đặc biệt là các bác khoan những cái phần điều kiện môi trường là ví dụ như là nó trơn trượt như là gạch men các thứ rồi, những cái tường nó trơn. Mà đôi khi các bác dùng cái con mũi khoan tù ấy là không bao giờ là nó bắt vào ngay đâu, nhưng mà con này này. Các bác nhấp nhả và đều cho em là nó vào rất là ngọt luôn và nó vào đúng cái vị trí mà các bác đánh dấu luôn. Nên là hay ở cái điểm đấy là cái đầu tên lửa này, đây này. Đấy, khoan rất ok. Cái này em cũng đã dùng rồi. Mà đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ tường trơn, đặc biệt là ví dụ như tường gạch men. Đấy, là cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, nói chung là recommend các bác dùng cái con này. Cực kỳ ngon này luôn. Đó, bộ mũi khoan đang giảm giá sập sàn cho bác là chỉ 100.000 thôi. Bữa trước này em đang bán 150 đấy. Đợt này cuối năm xả kho cho bác dễ mua luôn.
6, 8, 10, 12, 5 mũi nhá, 100 ngàn một bộ coi nhá. Ô tô đồ chơi này, hàng mới shop hôm nay tiếp tục về này. Bộ ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 30 xe. Đấy, và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ được hộp ô tô đồ chơi cho các bé nhà mình này, hộp ô tô. Hộp ô tô đồ chơi nhá. Cái này là 30 xe với giá là 100 ngàn một cái hộp này thôi. Là bao gồm là cả một cái hộp này đựng người luôn, cả hộp đựng nhá. Đây mở ra bác coi. Đấy, 30 xe luôn. Đấy đâu, quá nhiều xe luôn này. Nó có các cỡ xe luôn. Đấy, và cái con này nó có cốt nhá, nó có cả cốt này. Đấy, cái bác gì về sau nó quay bánh này. Đấy, nó quay rất là tít luôn, cái bánh nó quay cực kỳ tít nhá. Đấy. Đấy đây không? Đây. Và nghe tiếng bánh nó quay biết là nó quay rất là khỏe luôn. Và cái phần thân này của nó là bằng thân nhôm nhá, thân kim loại nhá, thân nhôm, thân kim loại nên là nó chống va đập, chống vỡ rất tốt, đặc biệt là các bé nhà mình chơi là cứ hay đập phá nhiều mà. Đấy, các bác dùng con này nổ đồng cú đá mà cho các cháu nhà mình chơi thoải mái luôn. Đấy, cả nhà các cháu vào chơi. Đấy. Lấy ô tô ra thi nhau. Ok luôn nhá. Một hộp này là 30 xe. Hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 100.000 một hộp này. Đấy, 100.000 hộp này. Là bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn nhá. Bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn. Đấy là về các bác mua về tặng cho các cháu nhà mình chơi. Rất ok luôn. Có phần qua sách quay đeo mang đi mang lại này. 100k thôi. Đấy, chốt đơn vào việc luôn. Hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhá. Cực kỳ nhiều xe và nhiều màu sắc, nhìn rất là bắt mắt đẹp luôn. Đấy. Tránh xa điện thoại, tivi, tránh xa internet đi để các cháu mình chơi, tập trung khám phá này, chơi với nhau, tạo không gian thân thiện gần gũi thôi nhá. Đấy, mua về phụ huynh nhà mình chơi với các bé cũng ok luôn nhá. Đó, 100k một cái xe hộp ô tô đồ chơi 30 xe này thôi nhá. Đấy, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó, cái cây nhíp kẹp này. Nhiều bác hỏi là bên em còn cái cây nhíp kẹp không, thì em nói luôn là bên em còn rồi nhá. Còn, và giá thì cũng rất là tốt. Giá này gọi là bán lãi tình cảm thôi. À, lên mã em sẽ cái cây nhíp kẹp nhá, nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này thì sẽ có giá là đi 15k một cây nhá. 15k cho một cây nhíp kẹp này, chỉ có 15.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đây. Một cây nhíp kẹp dùng rất ok luôn. Đấy. Cái hay của cái cây nhíp này thì nó là cái phần đầu nó rất là nhọn này. Đấy, cái phần đầu rất là nhọn nhá, cái đầu nó nhọn hơn cả kim luôn. Đấy, nên là ví dụ như là những cái chi tiết nhỏ, những cái chi tiết nhỏ như là linh kiện hay thứ gì là con này nó có thể gấp thoải mái này. Đây này. Về tút này, hàng này hàng của hãng luôn nhá, hàng hãng luôn đấy. Đây ví dụ như là những cái sợi này rất là nhỏ nhỏ này, là con này có thể gắp luôn này, thấy không? Đấy, gắp luôn nhá, ngon lành luôn. Đấy, những cái sợi nhỏ nhỏ đúng như sợi tóc cũng có thể là gắp ok luôn. Đây. Đây thì em lấy cho bác những cái mảnh nhỏ này bạn này. Đây ví dụ như là một cái mảnh nhỏ nha các bạn này. Đấy, một cái mảnh nhỏ nó nhỏ tí như kiểu là cái linh kiện điện tử này thì cũng có thể gắp ngon lành luôn nhá, đây có thấy không? Đấy, gắp ngon lành một cách ngon lành luôn. Đó, về các bác dùng để bác nào hay làm đồ điện tử rồi hay cần một con nhíp này để các bác gấp chân linh kiện, gấp những cái con linh kiện nhỏ nhỏ xíu này, các bác hàn hiếu thứ rồi thì các bác có cái này các bác cố định rất tiện dụng luôn nhá. Rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đấy. Và các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá, vì cái phần đầu rất là nhọn này. Đấy, trong may nó có đâm xước sát rất là nguy hiểm nhá. Đấy thì em cũng nói luôn là cái phần đầu rất là nhọn luôn. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái đầu nhọn này thì các bác sẽ gấp được nhiều những cái đồ vật, nhiều những cái chi tiết nó nhỏ nó dễ. Đấy. À, con kẹp nhíp của Vtut nhá. Đấy, con kẹp nhíp này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 15k một cây nhá, 15k một cây thôi. Đấy, 15.000 một cây kẹp nhíp này. Về các bác sử dụng để gắp linh kiện các thứ rồi, sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. 15k nhá, một cây kẹp nhíp. 15k. Inox này, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này. Đấy, nó sau một thời gian mà lắng chìm, hôm nay thì em nó tiếp tục về. Đấy, tiếp tục hàng về. Hàng của hiệu Osaka Japan nhá, dòng Basen Inox. Đấy, một bộ này thì em báo giá luôn. Giá tại vì em đang bán một cái bộ Basen Inox này với giá chỉ có 110.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ Sen Inox nhá, Sen Inox. Đấy, đang gửi bác là 110.000 bộ này. Đấy, một cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho bác đầy đủ như sau. Đầu tiên sẽ gồm có là một sợi dây này, dài 1,5 m nhá. Dây sẽ là dây inox, dây chống cọp, chống rối, chống gãy này. Đấy. Tiếp theo cho bác là một cái bát sen inox rất dày nhá, nhìn này. Đấy, inox rất là dày luôn. Đó, inox cực kỳ dày. Cái gen này của nó sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen 21 SU304. Cái này thì 100% inox, các bác cứ nhận hàng kiểm tra test 500 cho thoải mái luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, sáng bóng ok luôn. Đấy. Tiếp theo nữa thì là đi kèm thêm cho bác nữa là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ đi kèm. Đấy, giá đỡ cũng bằng inox luôn nhá. Giá đỡ bằng inox luôn. Và có kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn nhá. Đấy, có kèm thêm bác là cả vít nở này luôn. Để về các bác chỉ việc là khoan lỗ, sau đó các bác bắt cái giá đỡ này vào và các bác kết nối với
cái bộ sen này với nguồn nước và các bác sử dụng thôi, rất ok. Riêng những cái sản phẩm mà dòng sen inox bên em bán thì cực kỳ nhiều rồi. Đấy, có những bác lấy đến khoảng tầm 20 bộ luôn. Đấy, bác nào hay đi làm công trình chắc bác biết về cái mã sen inox nha em. Cực kỳ chất lượng và nói chung là không gì phải chê về cái bộ sản phẩm này. Đấy, bán siêu nhiều luôn nhá. Thì hôm nay tiếp tục hàng về. Bác nào bữa trước chưa mua được, đấy, chưa chốt được thì hôm nay các bác vẫn còn nhu cầu, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Số lượng hạn không nhiều đâu, chắc khoảng tầm vài chục bộ thôi. Đấy, không nhanh lại hết đâu các bạn. Đấy, bữa trước cực kỳ là nhanh hết luôn, về chỉ có trong vòng một video lên cái hết sạch luôn. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bác nào chưa tranh thủ hôm nay chốt nhanh luôn nhá. Một cái bộ sản phẩm bao gồm là đầy đủ full combo từ giá đỡ này, ốc vít này cho đến dây dẫn nguồn này, rồi là bát sen đầy đủ một bộ này, về là các bác lắp đặt và là chỉ việc xài thôi, không cần đến mua thêm gì cả. Nhỏ từ những con ốc vít đi là có đầy đủ hết luôn nhá. Với giá là sẽ là 110.000 một bộ này nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ sen inox hàng bãi Nhật nhá, của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, inox 100%, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em. Đấy, test 500 đẹp thoải mái nhá. Inox là từ đầu đến chân luôn, từ dây này cho đến bát này cho đến giá đỡ thứ là 100% bằng inox 304 luôn nhá. Đấy, 110.000 bộ thôi. Giá nó cực kỳ là phải chăng mà sản phẩm dùng rất ok luôn đây. Các bác cùng ngắm lại em nó này. Nói chung là siêu phẩm luôn, cực kỳ đẹp mà nói chung là cực kỳ chất lượng. Dùng con này thì các bác yên tâm là dùng thì siêu bền rồi. Chắc là dùng cả vài chục năm luôn. Đấy, hàng bãi Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng nhá. Quá ok luôn. Đầy đủ full phụ kiện là 110.000 một bộ đâu nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sen inox nhá, 110.000 một bộ này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn cho bác mà đó là cây kéo văn phòng, lên mã sẽ cây kéo văn phòng nha, em báo giá luôn. Đấy, hàng con này hàng của Osaka Japan, lên mã sẽ cây kéo văn phòng. Kéo văn phòng này giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30k nhá, 30k cho một cây kéo văn phòng này, 30.000 một cây. Cái cây này thì các bác cắt rất là ngọt ngào. Đấy, mua về con cháu nhà mình cắt giấy cắt tờ này, rồi các bác mua về đấy, cắt giấy cắt bưu thiếp cắt giấy tờ rất ok, chuyên dùng để dùng cho các bác văn phòng nhá, chuyên dùng cho các bác văn phòng. Đấy, phần lưỡi kéo nó rất là dài. Đấy, đây Osaka Japan chữ dập chìm thân này. Đấy, dòng thép SK5 nhá, cắt thì cứ bao sắt bao xài các bác đi. Đấy, cắt cực kỳ ok đây, các bác nhìn cắt này. Đấy, thấy không, cắt rất ngọt nhá. Đấy, đặc biệt là bác làm văn phòng cắt giấy tờ các thứ bìa bổng là ok luôn này, rất ngọt ngào nhá. Đấy, thấy không, quá ok luôn. Đấy, ngon này cái nào luôn nhá. Đó, lên mã sẽ mở mấy cái cây kéo văn phòng nhá, bên em đang của bác là 30.000 một cây nha, 30k cho một cây kéo văn phòng nha, hàng của Osaka Japan, hàng này hàng mới nguyên vỉ luôn nhá, mới nguyên vỉ luôn, cực kỳ ok luôn đấy. Đấy, 30.000 một cây. Nhiều bác hỏi bên em còn bán tất chân không thì em báo luôn là còn đúng không nhá, còn tất chân còn rất là nhiều để phục vụ bác luôn. Đấy, hiện tại em đang có cái dòng tất chân của Nike này. Đấy, tất chân của Nike hiện tại bên em nó có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Màu đen màu trắng thì các bác cứ lấy màu nào thì báo nha, bên em sẽ nhặt cho bác màu đấy. Đấy, báo màu trắng lấy màu trắng, báo màu đen lấy màu đen. Bán thì bên em sẽ bán theo lố nhá, bán cả một lố luôn không tách lẻ nhá, bán cả lố luôn không tách lẻ. Thì bên em đang bán là một lố 10 đôi nha, 10 đôi tất Nike nhá, 10 đôi thì sẽ có giá là 90k nhá, chỉ có 90k thôi, tính ra là vào có 90.000 một đôi, 9.000 một đôi. Bình thường là các bác ra quán xá là người đang bán là khoảng tầm 15 đến 20.000 đôi luôn đấy. Nhưng bên em đang bán là chỉ có 90.000 thôi, dòng tất của Nike. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, 85% của nó là cốt tông, đi cực kỳ là mát và thoáng chân luôn, đi không bị hôi chân nhá. Đấy, đi không bị hôi chân đây, 85% là cốt tông này. Đấy, đi không bị hôi chân, không bị thối chân nhá, đi rất là mát thoáng. Đấy, và cũng đủ cái độ dày để giữ ấm đôi chân các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn đây, bên ngoài này cái đường tất nó rất là mịn này, đó rất là mịn luôn nhá, logo Nike này. Con này là dòng tất cao cổ nhá, nó đi qua, nó đi lên thì nó sẽ quá mắt cá chân một chút các bạn. Đấy, quá mắt cá chân một chút. Lên mã em sẽ là sản phẩm là lố tất của Nike 10 đôi. Đấy, lố tất 10 đôi của Nike thì đang có giá là đi 90k một lố nhá, 90k một lố. Thì hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, thì các bác lấy màu nào thì báo nha, màu đen màu trắng, bán đồng giá là 90.000 cho một lố nhá, bán cả một lố luôn, 90.000 một lố 10 đôi. Đấy, 90k một lố này, một lố 10 đôi sẽ có giá là 90k cho một lố nhá, 90k một lố thôi, giá rất bình dân. Nói chung là các bác mua cả lố về mình dùng xài cả năm. Đấy, các bác tết nhất nơi rồi mình mua về. Đấy, tết nhất mình đi ok luôn nhá. Đấy, rồi các bác mua về mình đi ở nhà thứ giờ đi nó ấm chân. Đấy, đang mùa đông lạnh lẽo các bác đi nó ấm chân này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này, lên mã sẽ cái bộ kéo cắt tóc nhá. Bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt tóc cắt tai. Đấy, ok luôn. Một cái bộ kéo cắt tóc này sẽ gồm có bác là hai cây nhá, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa này. Hàng này thì của thương hiệu Kai có nhá, của thương hiệu Kai Japan.
đây của Kai đấy, Kai Japan này, con này là con kéo cắt thường nhá, con kéo cắt thường. Ngoài ra thì có một cái cây là con cây kéo cắt tỉa này đấy, hàng này thì cứ bao chất đi, có yên tâm về chất lượng dùng ok lắm. Đây đấy, con này con kéo cắt tỉa này đấy, con này chuyên để bác tỉa tót này đấy, tỉa tót ok luôn, hàng cũng của Kai Japan nhá, hai cây nhá, một bộ là hai cây. Và có đi kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa đấy, chống sốc, chống bị vênh kéo thứ này, chống rơi kéo vênh kéo này đấy, một bộ hai cây này. Giá em báo giá luôn, lên mã sẽ là phẩm là cái bộ kéo cắt tóc nhá, cái bộ kéo cắt tóc anh em đang bán một bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140.000 một bộ nhá, cái bộ kéo tóc nhá, 140k cho một cái bộ kéo tóc nha, chỉ có 140.000 thôi, giá rất là bình dân luôn, 140k một bộ nhá, là bao gồm là hai cây nhá, bao gồm là hai cây đấy, hàng của Kai. Bình thường các bác mua bình thường ở những cái quán thứ đang bán 500-600.000 bộ đấy, bên em ôm lô được cái hàng này, thanh lý xả kho đấy, bán nhanh lắm luôn, chỉ có 140.000 bộ thôi đấy, của thương hiệu Kai Japan nhá, bộ kéo tóc hai cây đấy, có đi kèm đó là cả một cái vỏ đựng này nữa nhá, vỏ đựng bằng da xịn sò ngon này luôn. Sau phần tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con vòi đồng quay này, vòi đồng quay, vòi đồng tưới cây, dùng cho các bác nào dùng về lắp ở vườn nhà mình này, rồi là các bác lắp ở trên mái nhà mình chống nóng cũng rất ok luôn. Con này chất liệu của nó là dạng đồng ấy, đồng thau nguyên nguyên si luôn, đồng thau chất lượng luôn. Đấy thì cái con này nguyên lý hoạt động của nó, khi mà có áp lực nước nó đẩy lên thì cái phần này nó sẽ quay, và ở đây nó sẽ có những cái đầu lỗ này, đấy, nó sẽ phun nước ra và nó cứ thế nó quay tròn, sau đó nó phun nước ra. Đấy, quay tròn này nó phun nước ra, nước càng mạnh thì quay càng nhanh và phun càng khỏe nhá, phun càng khỏe. Đấy thì nó sẽ cứ quay tròn thôi. Con này các bác sử dụng ngoài trời nha em, thoải mái, không lo nó bị gì sét thứ, giờ nó rất là bền, đồng thì có yên tâm rồi, đồng với nước thì nó rất là bền rồi. Đấy, đồng kết hợp với nước thì rất là bền luôn và ok. Có đi kèm nó là một cái đầu cút nối nhanh nha. Đấy, cái cút nối nhanh thì về em nói luôn các bác nhá, về các bác nếu mà có những cái đầu cút nối nhanh của nhà bác, các bác lắp vào thì các bác đã xài, còn nếu không thì các bác bỏ cái này ra. Đấy, mua cho em một cái gen 21 ấy, nó có cái gen xoáy này, các bác lắp nó vào để cho nó tiện hơn, chứ còn cái đầu này thực ra là nó phải có đầu nối nhanh cơ thì các bác mới nối được, chứ còn không là các bác không có đâu, các bác không nối đâu, em nói luôn đấy, không lúc về các bác bảo là không lắp được nó rất là dở hơi. Đấy thì chủ yếu em bán cái phần vòi này thôi. Đấy còn cái này thì nhà xuất người ta có đi kèm. Đấy thì về các bác có cút nối nhanh ấy, cút nối nhanh thường thường thì nó sẽ ấn cái này xuống này, đấy, sau đó nó sẽ khớp vào luôn này thì nó sẽ dễ. Đó thì lên mã em sẽ cảm ứng cái con vòi quay nhá. Đấy vòi quay 360 độ này, chất liệu bằng đồng nhá. Con này hiện tại bên em đang áp giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80k. Đấy, 80k cho một chiếc vòi quay. Cứ lên mã em sẽ làm vòi quay này. Vòi quay đang gửi bác là 80k cho một con vòi quay này, chất liệu bằng đồng. Đấy, 80k một cái vòi quay nhá, 80.000 thôi. Đấy, quay tròn nha. Vòi quay 80.000 một chiếc nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này dùng tưới cây thì các thứ dùng rất ok đây. Các bác cùng coi này. Đấy về bác lắp đặt vào cái phần nước nha mình. Đấy sau khi mà mở van nước này, mình nhìn này, nó xòe này. Đấy nó xòe ra rất là to luôn. Cái đường kính bán kính xòe rất là to. Đấy và cũng do theo chủ yếu là cái theo áp lực nước của bác nhá. Áp nước bác càng mạnh thì nó phun ra tuẻ nó càng rộng, cũng như là nó quay càng nhanh các nhá. Đấy quay càng nhanh đấy, các nhìn lại lần nữa này, mở ra. Đấy thấy không? Dùng để tưới cây này rồi là lắp trên mái chống nóng này, các thứ này cũng ok luôn nhá. 80.000 một chiếc các nhá. Vòi quay chất liệu bằng đồng, 80k một chiếc này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chốt cửa này, bộ chốt cửa nhá. Lên mã em sẽ cái bộ chốt cửa bạc. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc là cái bộ chốt cửa tự động đều được nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc bộ chốt cửa tự động như đây. Em sẽ lấy nó qua này. Đây nha, một bộ nó sẽ gồm có là như này. Đầu vít đi kèm này và một cái bộ như này. Đấy, thì về các bác lắp vào hai cái phần cánh cửa nhà mình. Đấy, khi mà các bác sập vào thì nó sẽ theo cái đường vít vát của nó này, nó sẽ sập vào. Và lúc nào các bác muốn mở ra thì nó sẽ thụt cái này vào và cứ thế các bác mở ra. Còn lúc nào mà các bác muốn đóng vào, các bác đẩy mạnh cửa cho em cái là tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, đẩy mạnh cửa nó tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các bác không phải cài, nhiều khi mà các bác hay quên là các bác không cài thì chẳng may là nó cứ để cửa ấy, các thứ ra trộm cắp rồi là các thứ ra rất nguy hiểm. Đấy các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, nó là cái bộ chốt cửa bạc nhá, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc hoặc là chốt cửa tự động đều được. Đấy, chốt cửa bạc không nhá, chốt cửa bạc. Hiện tại em đang bán một cái bộ chốt cửa bạc như này với giá sẽ là đi 30.000 bộ thôi. Đấy có đi kèm đó là cả ốc vít để về các bác lắp đặt thôi. Đấy, 30k bộ chốt cửa bạc này. Đấy, bộ chốt cửa bạc 30k một bộ nhá, giá nó quá là hạt rẻ bình dân luôn, về các bác lắp vào cửa nhà mình. Đấy, 30k một bộ nhá, 30.000 một bộ chốt cửa bạc, chốt cửa tự động nhá, 30k. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, về con này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy các bác lắp vào hai cánh này,
Đấy, lắp vào xong. Sau đó các bác ấn mạnh này, đấy thấy không? Ấn mạnh nó khớp ngay. Còn nếu các bác lúc nào muốn mở ra thì các bác kéo cái phần bên hông cho em này. Đấy, kéo thì nó sẽ đấy nó kéo nó sẽ thu vào và nó, các bác sẽ mở được cửa ra, còn không thì các bác cứ ấn mạnh cái nó sẽ sập vào luôn. Đấy, có nhìn lại một lần nữa này. Đấy, ấn mạnh cái sập luôn nhá. Sập ngon lành luôn này, rất tiện dụng và rất là hay. Đấy, bộ chốt cửa bạc nhá. Chốt cửa bạc hoặc là bộ chốt cửa tự động đều được. Đấy, bên em đang bán một bộ này với giá là 30 ngàn. Đi kèm cho bác là có cả ống vít đầy đủ luôn là 30 ngàn một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây tô vít đỏ này. Cây tô vít đỏ nhá, em báo giá luôn. Cây này thì hiện tại giá đang rất là tốt rồi. Đấy, tô vít đỏ. Tô vít đỏ này. Tô vít đỏ này giá của nó sẽ là 40 ngàn một cây nhá. 40 ngàn một cây. Các bác nào hay xoáy ra căn thứ gia đình nhà mình. Đấy, các bác mua cho một cây này về cực kỳ đa năng luôn. Đấy. Bình thường này các bác nhìn thì cứ tưởng nó là một cái cây vít bình thường thôi nhá. Đấy, nó chỉ có hai đầu đúng không? Thì đây. Ở đây sẽ có là hai đầu, một đầu dẹp, đầu ba ke, các bác dùng đầu nào các bác cắm ở đây. Đấy, thì các bác cắm ở đây thì nó thành cây vít bình thường này. Nó có thể chỉnh cái phần cỡ nhá, chiều dài, chiều rộng này, à chiều dài ngắn ngắn vào hay là dài ra này. Đấy, tùy nhu cầu nhá, nó có phần chỉnh cỡ đây này. Đấy, chỉnh cỡ đây. Còn nếu mà các bác muốn chuyển sang thành một cây vít chữ T để các bác xoáy nó có lực tay hơn thì các bác rút cái này ra, cắm vào đây cho em. Đó thì nó sẽ thành một cây công, cây vít tay chữ T nhá. Cái cây này thì dành cho những cái con ốc mà nó chặt. Đấy mà các bác cần cái lực công nó khỏe thì các bác lắp sang cái kiểu nha. Đấy thì ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy thì các bác dùng đầu nào các bác cắm đầu đây vào. Đấy, cắm đầu vào. Ấn chặt vào, ấn chặt vào nhá. Và bắt đầu các bác cứ thế các bác gồng lên các bác xoáy thôi. Đấy, dùng cho những cái con ốc khó, ốc cần lực nhiều thì các bác dùng con kiểu như này. Còn không các bác rút ra lại cắm ở đây bình thường. Là các bác lại xài thành một cây vít bình thường thôi. Đấy, ok luôn. Đấy, hai trong một nhá. Vừa có một cái cây vít chữ T ngang bên này, vừa một cái cây vít thẳng nhai. Và một cây này có cả hai đầu luôn. Đấy, ba ke và đầu dẹt, ok các bác luôn. À, một đầu ba đúng rồi, đầu ba ke và đầu dẹt. Hàng này thì của Nhật nhá, hàng bãi của Nhật. Hàng của thương hiệu cái này, xem cái đợi chút đi em xem cái hãng của nó là kia. Hayabusa nhá, Hayabusa. Đấy, hàng của thương hiệu Hayabusa Japan này. Đấy, Hayabusa Japan. Này thì hàng này hãng rất nổi tiếng rồi. Lên mã em xem là cái cây tô vít đỏ nhá. Đấy, vừa thành một cây tô vít dài, vừa thành cây tô vít kiểu dạng vuông góc này. 40k một cây nhá, 40k một cây tô vít đỏ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây thước đo này, thước đo này. Thước đo thì hiện tại bên em đang có thước đo của Filter và toàn bộ dòng này thì đều có lỗ ban đấy nhá. Đều có lỗ ban đây. Đấy, đây, đều có lỗ ban này, mặt đằng sau có lỗ ban luôn này, mặt đằng trước đây nhá. Con này là con 7,5 m này. Đấy, hàng hãng Filter nhá, toàn bộ bên ngoài đều bọc cao su chống trơn trượt này. Phần dây qua này rồi là phần video. Con này là con 7,5 m này. Ngoài ra có con nhỏ hơn thì là cái con này con 5 m này. 5 m này, thước kéo rất trơn tru nhá, 5 m. Đây có lỗ phần lỗ ban này. Có lỗ ban để các bác đo phong thủy nhá. Nhiều bác rất là thích đo phong thủy đấy, thì nhiều bác rất là hỏi. Đấy thì đây, em nhập về cho bác cái dòng này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là cây thước thước lỗ ban, thước lỗ ban. Thước lỗ ban thì có hai loại là 5 m nhá. 5 m thì bên em đang bán giá là 40.000. Đấy, 40k. Còn cái loại 7,5 m nhá, 7,5 m thì đang có giá là 50k. Đấy là tùy nhu cầu nhá. Các bác lấy loại nào thì bên em sẽ nhặt cho loại đấy nhá. Lấy 5 m thì báo em lấy loại thước 5 m thì em sẽ nhặt cho. Lấy loại 7,5 m thì cứ báo em bên em là nhặt cho bác thước 7,5 m thì sẽ nhặt cho. Và toàn bộ hai cái cây thước này đều là có lỗ ban hết nhá. Đều có lỗ ban để cho các bác xài luôn. Đấy, để phục vụ các bác. Vì nhờ quá nhiều bác hỏi có thước lỗ ban không thì đây. Thước lỗ ban một cách ngon lành luôn nhá. Đấy, các bác đo phong thủy thì đo đất đai thì ok luôn. 5 m là 40.000, còn 7,5 m thì là 50.000 nhá. Thước lỗ ban nhá, hàng của hãng của Filter. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng đó là cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cho cây kéo cắt gà của Đức này. Hiện tại em đang bán cây kéo cắt gà của Đức này. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 90.000 một cây thôi. Đây, logo thương hiệu Wailing của Đức này. Đấy, hàng về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nhá, rất ok. Phần dưới này thì nó làm dạng ba viên này để các bác dùng để đánh vảy cá nhá, rất ok. Tay cầm. Đấy, tay cầm rất ôm tay luôn. Lên mã cho cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Kéo cắt gà của Đức, bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt gà của Đức này. Với giá sẽ là đi 90.000 một cây. Kéo gà Đức nhá, kéo gà Đức. 90k cho một cây kéo gà Đức nhá. 90k một cây kéo cắt gà của Đức này, giá nó quá bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha, rất ok. Cắt rất ngon này nhá. 90k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác. Mã hàng đó là cái vòng gỗ đeo tay. Lên mã em sẽ được cái sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay hiện tại em đang bán bác là giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay này. Đây, co giãn này. Đấy, rất ok luôn. Có thể là đeo vào tay, đeo vào cổ thứ này. Đấy, làm vòng thời trang rồi là vòng phong thủy cũng ok luôn nhá. Đấy,
chất liệu bằng gỗ rất là thơm luôn, đeo rất là đẹp đây. Đấy, đeo rất là đẹp luôn, ok nhá. Cái vân gỗ của cái hạt nó rất là đẹp này. Đấy, vân gỗ thì rất đẹp. Và cái sản phẩm này thì cái phần chun của nó này, đấy cái chun nó co giãn, các bác có thể đeo vào tay, đeo vào cổ thứ rồi, đeo ok luôn. Rồi là làm vòng phong thủy vòng lần hạt ok luôn nhá. Hàng mới đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, thì mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đây, mua về làm quà, biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự luôn. Giá tại em đang bán một cái hộp vòng gỗ đeo tay này với giá chỉ có là đi 40k thôi, 40k lên mã cho cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k có nhá, 40k cho một cái chiếc hộp vòng gỗ đeo tay nha, là bao gồm là cả hộp cả vòng luôn, giá nó rất là bình dân, chỉ 40.000 thôi. Đấy, 40k một hộp vòng gỗ đeo tay nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, súng mồi lửa thì đợt này cũng đang được cái mức giá rất là tốt, chỉ có 20.000 một cây thôi. Đợt này bên em cũng đang xả kho sản phẩm này đấy có nhá, lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Súng mồi lửa này đang giảm giá xả kho, chỉ còn có 20k một cây thôi, 20k cho một cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây, dùng rất ok luôn. Đấy, một cây súng mồi lửa nhá, về các bác dùng để mồi bếp này, rồi là các bác để lên ban bàn thờ, mình có đốt hương đốt nến cũng rất là tiện. Bình thường là các bác hay về dùng những cái bật lửa ấy, mà ở những cái chỗ mà xa các bác không thể với được, như con này này, nó dài khoảng tầm 30 cm. Đấy, những cái chỗ ở xa các bác vẫn có thể bấm ra các bác với lên này, hoặc là những cái chỗ ở trên cao mình có thể thò lên, mình đẩy lên, mình với lên, mình bật. Đấy, những cây nến nó cao rồi là hương nhiếc các thứ nào các bác để lên ban bàn thờ. Mà con này rất là to, đặc biệt là bác nào người già ấy, đôi khi các bác cầm những con bật lửa nó rất là khó tìm. Đấy thì các bác mua cho em mấy cây này về, nó rất là to, dễ tìm, dễ sử dụng, mà nó thao tác rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải bật bật cật quẹt những con kia cả. Con này chỉ việc bấm cái này, bấm cái là lên, có thế thôi. Có ga sẵn hết rồi nhá, có ga sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc xài. Còn nếu mà khi nào mà hết ga thì mình có thể là mình mang ra tiệm mình bơm, hoặc là nhà các bác có sẵn ga thì mình cứ cho vào cái lỗ này các bác bơm này, nó có một cái lỗ ga trong này, có lỗ ga trong này, các bác cho vào đây các bác bơm rất ok luôn. Chỉ có 20.000 thôi có nhá, giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá, cây súng mồi lửa 20k cho một cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Luôn cho bác hàng đó là cái cây khóa đồng của Đức này, lên mã em sẽ là cây khóa đồng Đức nhá. Đấy, cây này thì quá chất lượng rồi, dòng khóa đồng Đức chống cắt chống trộm cực kỳ ok luôn. Đấy, và con này nó sử dụng cái hệ điều hành là chống mưa chống nước, nên là các bác dùng cho em ngoài trời. Đấy, các bác cứ dùng cho em ngoài trời cực kỳ là ngon lành luôn. Cái này em đang dùng khoảng tầm 2 năm nay ngoài trời rồi. Bình thường là các bác mua những con khóa ở ngoài chợ chưa thứ giờ các bác mua về, các bác dùng ngoài trời nó rất là nhanh rỉ sét này, rồi là rất là khó mở này, đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy là nó rất hay bị rỉ sét. Nhưng mà con này thì bao dùng bao xài bác luôn, khóa rất là trơn tru nhá, không lo rỉ sét. Thứ hai là dòng chống cắt chống trộm này, các bác nghe nghe cái tiếng khóa là thấy nó đã sướng sướng tài quá nhá, tại nghe thì nó đã thích rồi. Khóa Đức nên là cái yên tâm về chất lượng đi, made in gạc mani nhá, made in gạc mani đấy. À, một bộ sản phẩm sẽ gồm có một thân khóa đi kèm cho các bác, thì bên sản xuất sẽ có làm luôn cho bác hẳn 4 chìa luôn. Đấy, để các bác có thể là thoải mái chia cho người nhà người thân nhà mình. Đấy, mỗi người một chìa. Đấy, để mọi người tiện đi ra đi vào, có chìa mở ra mở vào rất tiện dụng luôn nhá. Khóa thì thao tác đóng mở nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, xoáy cái là xong. Đây, xoáy cái mở đây, rất tiện dụng mà rất là nhanh nhá, rất là nhanh. Ok luôn. Báo giá bác luôn nhá, hôm nay em sẽ xả kho sản phẩm này luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 160.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Bữa trước đang bán là 160.000, hôm nay về luôn cho bác một cái mức giá cực kỳ là tốt, 130.000 một cây nhá, 130.000 một cây khóa đồng Đức này, chỉ 130.000 một cây thôi. Hàng bao chất lượng cho bác luôn, đấy, hàng bao chất lượng cho bác luôn, 130.000 một cây nhá. Sẽ gồm có là một thân khóa đi kèo là 4 chìa, dòng khóa chống cắt chống trộm mưa nắng các thứ, giờ các bác cho em ngoài trời thoải mái luôn. Khóa cổng khóa cửa cực kỳ ok nhá, 130.000 một cây này, 130.000 một cây này, nhanh tay vào việc chốt đơn nhanh luôn. À, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm đa năng nhá. Đấy, tiếp tục về cái mã hàng kìm đa năng này, và đợt này cũng về với một mức giá gọi là vô cùng yêu thương gửi bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng này, kìm đa năng này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác một mức giá vô cùng ưu đãi, 100.000 một cây nhá, 100k một cây này, 100k. Hôm nay em sẽ giảm giá xả kho sản phẩm luôn, 100k một cây kìm đa năng. Con này thì nó đa di năng các nhá, đa di năng. Có phần lò xo trợ lực này, dòng sản phẩm đời mới của phần lò xo trợ lực, tay cầm này đều được bọc cách điện, các bác có thể dùng sử dụng sửa điện thứ thoải mái cho em luôn. Ở đây thì nó sẽ có là một cái phần là cái phần cắt kẹp này. Đấy, như bao chiếc kìm bình thường này. Đấy, dòng kìm thép CRV nhá, hàng nội địa của Nhật. Bên dưới này sẽ có là dòng bấm cốt này,
rồi là có cả cái phần lõi tuốt dây nhá, bấm cốt này, tuốt dây này, cắt kẹo các thứ này, đấy sử dụng làm điện đóm và có thêm cái chức năng có thêm một cái phần phụ nữa, đó là cái lò xo trợ lực nhá. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động là cái con lò xo này nó sẽ hỗ trợ đẩy ra các bác nhá, các bác không cần phải dùng tay đẩy đâu. Đấy, chỉ việc bóp thôi, còn mở là tự động con lò xo này nó sẽ hỗ trợ nó đẩy các bác cho các bác ra. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là cắt kẹp này. Con này các bác sử dụng gia đình này, anh em sử dụng thợ thuyền này, sử dụng công việc cho em thì cũng quá là ok luôn. Dòng thép CRV nhá, siêu cứng, dày dặn chắc chắn. Đó. 100 ngàn một cây nhá, 100 ngàn một cây. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, hôm nay em giảm giá xả kho thì có 100 ngàn một cây thôi. Cực kỳ là chất lượng luôn. Dòng kìm hàng nội địa của Nhật rất là đẹp nhá. Hàng nó hàng bãi nhưng mà hầu như là còn mới keng hết các bạn, còn mới keng, chưa qua dùng lần nào luôn đấy. Chưa dùng qua lần nào luôn. Đây là có những con nó còn nguyên cái bóng bên trong này. Đấy, ok luôn nhá. 100k. Các bác tội gì mà các bác không mua. Bình thường là các bác mua thị trường là đang bán 150 200 một cây kìm đa năng này. Đây các bác bỏ ra chỉ có 100 ngàn thôi. Sở hữu cho em một cái cây kìm đa năng, dùng đủ mọi chức năng luôn, cắt, kẹp, tuốt dây rồi là bấm cốt rồi là đủ các món luôn các bác nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã các bác, đó là cái con bàn trải điện này. Lên mã em sẽ cái cây bàn trải điện nhá. Bàn trải điện. Con này thì rất ok các bác về sử dụng này, đánh răng trước. Con này nó cái tần số dùng của nó lên đến là 32.000 vòng trên phút nhá, dùng cực kỳ khỏe luôn. Lên mã em sẽ là mấy cái cây bàn trải điện này. Bàn trải điện này bữa trước đây bên em đang bán là 100.000, hôm nay em xả kho bác giá chỉ còn có là đi 60k nhá, 60k một cái cây bàn trải điện này, 60k một cây. Đấy, xả kho bán nhanh các bác dễ mua luôn. Đây con bàn trải điện đây, mới keo nguyên hộp nhá. Sản phẩm sẽ gồm có là một cái cây bàn chải chính này. Đấy, một cây bàn chải chính. Đấy, rất nhiều cấp độ này. Đây là nút bật nguồn, bật lên này. Đấy, máy chạy nhá. Đấy, các cấp độ các bác muốn tắt đi thì các bác giữ lì cho. Còn các bác bật thì ấn một lần là máy nó sẽ bật nhá. Và ấn một lần nữa thì nó sẽ chuyển các chế độ này. Đấy, đèn xanh đâu thì nó chuyển chế độ đấy nhá. Các bác về xem đánh chế độ là phù hợp thì mình chuyển sang chế độ đấy, và giữ lì thì nó sẽ là tắt nguồn. Ở đây thì sẽ có tặng kèm cho bác là 4 cái đầu bàn chải để các bác thoải mái thay thế này. Một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc pin. Đi về các bác sạc thì các bác tháo năm ra. Cắm vào đây. Sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn trực tiếp, cái nguồn là nguồn 5V 2A nhá. Các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình ấy là, hoặc là cái cổng USB có nguồn 5V ấy, nguồn ra 5V là các bác có thể sạc cho cái máy này rồi. Con này các bác sạc một lần dùng chắc phải cả nửa tháng luôn. Pin cực kỳ trâu nhá, pin rất trâu luôn. Đấy. Thì đây em sẽ tháo cho bác, chất cho bác một cái đầu bàn chải này. Đầu bàn chải lông rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm nhá, lông mềm dã man luôn. Đây lông rất mềm nhá, lông rất mềm luôn. Đấy, đánh rất ok, đánh cực kỳ sạch. Cái này đánh sạch lắm. Bình thường là các bác hay dùng những con bàn chải truyền thống ấy, các bác đánh hay bị xước sát răng, như con này các bác dùng yên tâm đi, dùng không lo xước sát răng miệng miệng mà cái tần số dùng nó rất ok. Đây đấy, các bác lắp vào này, bật đây này. Đấy là các bác sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có những cái chế độ khác nhau để các bác dùng chế độ nào thì các bác để chế độ đấy nhá. Đấy, dùng kéo các bác nghe tiếng nó rung này. Đấy, các bác nghe tiếng nó rung không? Kinh khủng khiếp luôn, rung khỏe lắm. Đấy, đây em sẽ test bác coi này. Các bác thấy nó rung rung đúng không? Con này là nó lợi dụng cái phần sóng rung của cái đầu bàn chải này thì nó sẽ đánh tan những cái phần mảng bám lâu ngày. Đấy, những phần mảng bám lâu ngày ở trên răng. Đấy, giúp răng của bác trắng hơn, sạch hơn. Đấy, thơm to hơn. Đấy, rồi là những cái phần cặn bẩn này, cái phần mảng bám trên răng là nó sẽ rung, nó sẽ làm đánh tung ra hết luôn, nên là các bác sử dụng rất là sạch. Đấy, em vừa test bác coi nhá. Máy nó rung rất là khỏe luôn, rung khỏe lắm. Đấy, các bác nghe tiếng chưa? Rung khủng khiếp luôn đấy. Đó. Về thì sạc pin và các bác lại xài thôi. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cái bàn chải đánh răng điện nhá. Bàn chải điện đánh răng. Giá hôm nay em xả kho bán hai bác luôn chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi, 60k. Con này nó rung là lên đến 32.000 vòng trên phút này, cực kỳ khỏe luôn, 60k một chiếc thôi nhá. Ngoài cái sản phẩm bàn chải đánh răng thì hôm nay em giới thiệu luôn các bác đó là cái mẫu kem đánh răng này. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kem đánh răng của thương hiệu Santa. Đấy, các bác có thể kết hợp cùng với con kem đánh răng này thì các bác sử dụng rất ok luôn. Con kem răng này thì nó là kem răng dạng muối nhá, rất là tốt cho phần lợi này,
lợi lợi hay bị chảy máu chân răng này, các bác hay bị ê buốt lợi này. Đấy, rồi là răng các bác lâu ngày bị ố vàng này thì các bác dùng con này cho em. Đấy, kem răng muối nhá, giúp trắng sáng này, rồi là khôi phục hệ thống lợi niếu này. Đấy, giúp các bác lợi niếu của bác khỏe hơn nhá, chắc hơn. Đấy, rồi là không bị chảy máu chân răng nhá. Đấy, mồm miệng thơm tho ok hơn không nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái lọ kem răng Nhật, một típ này là 170 g nhá. Một típ này là 170 g này, hàng chuẩn của Nhật luôn. Cái này dùng rất là sạch, đánh cực kỳ thích luôn. Cái này em cũng đang dùng ở tầm 2 năm này, em dùng nhẹ luôn nhá. Các bác dùng đảm bảo các bác là nhẹ luôn, dùng thích cực kỳ. Đó, một típ kem răng của Nhật này với giá sẽ là đi 60 ngàn thôi. Đấy, 60k bữa trước đang bán là 75 nghìn, hôm nay em về thì bác mức giá rất tốt. 60k cho một típ kem răng của Nhật này chỉ có 60 nghìn thôi. Một típ này là 170 g, dùng cực kỳ ok luôn. Các bác có thể mua kèm thêm cùng với lại bàn chải răng nhé nhé, để về các bác trải nghiệm và sử dụng. Đấy, nói chung là đảm bảo các bác là các bác dùng nghĩa luôn nhá. Típ canh răng là 60k và bàn chải đánh răng điện cũng 60 ngàn luôn không nhá. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái cây kéo cắt tỉa này. Đấy, về chuyên dùng cho các bác dùng để tỉa cành, tỉa tán, tỉa cây. Đấy, các bác Tết nhất đi nơi rồi, các bác chăm sóc cây cối như mình, khu vườn của mình cho nó đẹp hơn để chuẩn bị đón Tết này, thì các bác mua cho em cái cây này về. Cây này thì cứ bao sắc bao xài luôn. Hàng này thì nếu mà nói chuẩn thì bên Nhật người ta dùng để cắt lông cừu nhá. Đấy, hàng Nhật nó xuất đi để cho dùng cho các nước để cắt lông cừu. Đấy, các bác nhìn thấy hình con cừu chưa? Đấy, chuyên để cắt cắt lông cừu là các bác biết cái độ sắc nó nhà rồi. Cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng bao dùng bác xài luôn. Made in Japan. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20, còn tổng chiều dài của nó vào là 34 cm. Đấy. Khâu khóa đồng nhá coi nhé, khâu khóa đồng này. Đó, sắc bén ok luôn, đây em sẽ cắt cho bác coi. Đây này, em lấy cái giấy bóng em cắt này. Các bác nhìn này, giấy bóng này các bác nhiều kinh kinh khủng không? Giấy bóng nó cắt ngọt dã man luôn này, các bác nhìn này, giấy bóng này. Đấy. Đây, giấy bóng này cắt kinh khủng luôn này. Ối, dã man luôn, nói chung là siêu sắc bén nhá. Có phần lò xo trợ lực nhá, lò xo trợ lực này và khóa hãm đầy đủ cho bác luôn. Đó, tay cầm thiết kế dạng là đường đường vòng cong cong này. Đấy, các bác bóp nó rất là sướng tay, đã tay nhá. Mà các bác bóp này là lâu nó không bị mỏi tay. Đấy, bóp lâu nó bị mỏi tay. Về các bác vùng dùng để tỉa tán này, cắt cành này. Đấy, rồi là sử dụng cắt trong rất là nhiều việc luôn. Tổng chiều dài là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20. Đấy, hàng khâu khóa đồng, hàng xịn, made in Japan. Đó. Em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là phẩm là cái cây kéo tỉa dài 34 cm, thì cứ lên mã cho em sẽ là kéo tỉa 34 cm nhá. Kéo tỉa 34 này. Kéo tỉa 34 cm. Giá của nó bữa trước đang bán là 150 ngàn, hôm nay em cũng về với bác mức giá thanh lý xả kho luôn. Giá chỉ còn có 110 nghìn một cây thôi. 110k một cái cây kéo tỉa 34 cm này, 110 nghìn một cây nhá. Đấy, bán nhanh xả lỗ cho bác luôn. Đó, về các bác chốt nhanh, về các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt đồ đạc nhà mình ok luôn nhá. 110.000 cây thôi. Giá rẻ rất tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ đầu bắn tôn của Makita này. Đấy, vỉ đầu bắn tôn của Makita nhá, đây, của Makita. Đầu này thì bộ đầu này của nó là đầu 8 nhá. Đầu 8 nhân 42. Một cái vỉ này sẽ gồm có là 10 đầu. Đấy thì em cũng xả kho luôn. Đấy, xả kho cái bộ này luôn. Bữa trước thì đang bán là 100.000 một vỉ này. 100k một vỉ, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 60.000 một vỉ thôi, 60k một vỉ này. Đấy, đấy là giá mà các bác mua cả vỉ nhá. Giá các bác mua cả vỉ, còn nếu các bác muốn mua lẻ đầu thì bên em đang bán lẻ một đầu bán tôn này với giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, mới giá chỉ có 10.000 này. Đầu của nó đầu 8 và toàn bộ đều có nam châm từ tính nhá. Đấy, có nam châm từ tính luôn. Ok, nam châm bắt rất là ngọt luôn các bác nhá. Nam châm từ tính đầy đủ các bác luôn này. Đấy, đầu này là đầu 8. Nói chung là đầu 8 là cái đầu phổ thông bán tôn nhiều nhất rồi. Đấy. 10.000 một đầu nhá, nếu mà các bác lấy đầu lẻ đấy là đầu bán tôn, còn nếu mà các bác lấy cả vỉ 10 đầu, cả một vỉ 10 đầu thì giá cực kỳ tốt luôn, nó chỉ có 60.000 thôi, là một vỉ luôn là 10 đầu này thì là 60.000 của hàng của Makita nhá, hàng hãng luôn. Đây, Makita Ayo Achi Japan này. Đó. Một vỉ 10 đầu là 60.000, còn các bác mua lẻ một đầu thì là 10.000 nhá, mua lẻ một đầu thì là 10.000. Đấy là tùy nhu cầu của mình nhá. Nói chung là bác nào mà dùng nhiều thì nên mua cả vỉ sai. Giá nó hạt rẻ. Bình thường đấy các bác mua một cái đầu bán tôn của đều watt của Mỹ ấy, nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 40-50 nghìn một đầu rồi. Đấy, bên em bán cả một cái vỉ 10 đầu này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, các bác tội mà các bác không mua. Đấy, hoặc các bác mua lẻ cũng được, mua lẻ cũng chỉ có 10.000 một đầu thôi, giá nó quá bình dân luôn. Đó, vỉ đầu bán tôn 10 đầu 60.000, mua lẻ một vỉ là 10.000 quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Lên mã em sẽ cái cây thước kẹp điện tử. Đấy, cây này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây nhá, 100k.
lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp điện tử 100k một cây. Đó, con này thì nó là dòng thước để các bác đo kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và đi kèm thì sẽ có cho bác bên nhà xuất sẽ có tặng luôn cho bác là một viên pin nhá. Đấy, và đựng trong thước thì đựng trong hộp rất là cẩn thận nha. Đấy, thước rất là xịn và ngon nhá. Đây. Đó. Con này đo tối đa được là 15 cm, 150 mm nhá, đo tối đa được là 150 mm. Đấy thì về khi mà các bác sử dụng ấy, thì các bác rút cho em cái tấm siêu nhựa này ra. Hiện tại nó đang có một cái tấm siêu nhựa này, các bác rút ra nhá. Đấy, rút ra bắt đầu là nó mới nhận pin này. Đấy, khi mà nào mà rút ra xong rồi thì bắt đầu các bác đo thôi, cứ thế các bác đo. Đấy, con này ở trên đây có ba nút này, on off bật tắt này, nút zero là xóa sạch này. Đấy, và nút hai đơn vị đo là đơn vị đo mili và đơn vị inch nhá. Đấy, các bác dùng đơn vị nào có ấn với đơn vị đấy, còn dùng thì mình bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, tiết kiệm pin. Đó, đo thì cực kỳ là chính xác luôn nhá. Đây, em sẽ đo test cho bác coi này. Đấy, ví dụ em đo cái này này, đo cái hình tròn này này. Đấy, bên trong này 19.1 mili này, rất chính xác luôn nhá, chính xác từng cái mili một luôn. Đấy, 28.0 mili này, quá ok luôn nhá. Đấy, giờ là ví dụ các bác đo những cái đồ hình vuông này này. Đây, đấy các bác kẹp này, ok luôn nhá. 30 mm này, đấy, 30 mm, rất ok. Ngoài chức năng là đo kẹp thì mình có thể là đo chiều dài rồi, các bác có thể đo theo chiều sâu này. Các bác nhìn thấy cái gậy này, đấy các bác có thể là chọc xuống này, các bác đo theo chiều sâu nhá, đo chiều sâu cũng ok luôn. Đó. Lên mã thì em sẽ làm phẩm là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, rất là thông minh là nó sẽ hiển thị toàn bộ số trên này luôn. Đấy. Và đặc biệt là cho bác nào mà người già mắt kém, đấy, đôi khi các bác nhìn những cái thước kia nó rất là khó nhìn thì các bác mua ngay cho em con thước này về, cái số nó hiển thị to đùng ở trên này luôn này, nên là các bác nhìn nó rất là chuẩn luôn, đấy, nhìn không lệch được chút nào đâu. Thước kẹp điện tử nhá, thước kẹp điện tử 100.000 một cây nhá, 100k một cây này, có kèm thêm bác là một viên pin nữa, để về các bác hết pin thì các bác thay, thay pin rất là dễ thôi, các bác mở cho em cái nắp này ra này, ở đây là nắp này, pin của nó là pin cũ áo, đấy thì nó có sẵn viên một viên pin rồi và có một viên pin đi kèm, nếu mà hết pin thì bác lại lấy vào lắp, đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tắt đi, đấy, tiết kiệm pin. Đấy, cho vào cái hộp này rất cẩn thận này, chống sốc, chống va đập ok luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề, các bác sử dụng đo đạc ở gia đình nhà mình cũng ok luôn nhá. 100k lên mã cho là cây thước kẹp điện tử. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái bộ tô vít đỏ vàng 2, 4, 6, 7 cây, một bộ tô vít đỏ vàng 7 cây, giá của nó thì cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này. Bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá, giá sẽ là 130k cho một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, chỉ có 130.000 thôi, một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây. Đây, một bộ này sẽ gồm có là đi 7 cây vít này, 7 cây vít, đấy, 7 cây vít. Bộ này thì chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm điện đóm thì rất là hợp lý luôn. Đấy, rất hợp lý nhá, chuyên dùng anh em thợ thuyền làm điện. Nó sẽ có là các loại đầu là đầu ba ke và đầu dẹt nhá. Đầu ba ke có, đầu dẹt có luôn. Đấy. Đây một cái cây to nhất đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Kabushi nhá. Toàn bộ đều đầu bọc cách điện rất ok. Đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt, rồi là đầu ba ke này đây, đầu ba ke đây. Đấy, đầu ba ke các bác xoáy điện đó mà thứ dùng chuyên dùng điện thì em bộ cho em bộ này rất an toàn. Ngoài ra thì nó có một cái cây bút thử điện nhá các bác nhá, một cái cây bút thử điện để về các bác test thử điện này ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cho các bác thợ điện sửa điện rồi là các bác sử dụng gia đình, dùng trong những cái hôm nào mà các bác sửa chữa điện đóm dùng cho an toàn. Đấy, không lo nó bị giật giữa thứ gì vì toàn bộ đều bọc cách điện ấy mà, dùng rất an toàn luôn. Bộ tô vít đỏ vàng 7 món nhá. Đấy, 130.000 bộ này nhá, 130.000 bộ này, giá rất tốt mà sản phẩm dùng ok. Cái này thì bên em bán rất nhiều rồi. Đấy, dùng chất lượng lắm. Thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây khò ga của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy, hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn cái mã hàng này nhá. Đấy, bán lãi chút ít tình cảm thôi. Đấy, bữa trước thì cái cây đang bán là 150.000. Hôm nay em về cho bác mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Giá chỉ còn có 80.000 thôi. 80k một cây khò ga của Kabushi Japan nha. Lên mã em sẽ là khò ga K1 nhá. Khò K1 này. Đấy, giá đang gửi bác là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này các bác yên tâm về chất lượng rồi, hàng của nó hàng hãng coi nhá, cầm cực kỳ chắc chắn luôn, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Sản phẩm này sẽ có là hệ thống đánh lửa tự động này, các bác không cần phải mồi, về là các bác chỉ việc lắp vào là dùng xài thôi, không cần phải mồi. Ngoài ra đây là cái nút chỉnh ga to nhỏ này, đấy, nút chỉnh ga to nhỏ, và cái nút này đó là cái nút chỉnh gió nhá, chỉnh gió đó, thế thôi, về các bác lắp vào bình ga mini mình là xài. Hàng này thì nó là hàng dạng hàng phân khúc tầm cao rồi, đấy, dòng phân khúc cao cấp rồi nhá, của Kabushi Japan này, nó rất chất lượng luôn, hàng mới keng nguyên vỉ này. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây khò ga K1. Hôm nay em xả kho cho bác một cái mức giá gọi là siêu tốt luôn.
chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Đấy, 80.000 cho một chiếc kho KK1. Giá nó quá là hạt rẻ mà nó giá nó quá là tốt. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, số lượng có hạn. 80k kho KK1 nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, mới keng luôn. Tiếp theo hôm nay em cũng xả luôn các bác, đó là cái mã đồng hồ nhiệt kế này. Lên mã em sẽ là cái nhiệt kế điện tử nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là nhiệt kế điện tử. Nhiệt kế điện tử này hôm nay em cũng xả kho luôn, nhiệt kế điện tử này. Nhiệt kế điện tử này bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em cũng về với bác giá mới luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 nhá, 60k cho một chiếc nhiệt kế điện tử này, 60k một chiếc nhiệt kế điện tử nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn. Cái này thì đây, em sẽ bóc cho bác một chiếc các bác coi này. Đấy, hàng nó mới căng nha. Thì về các bác sử dụng thì có một viên pin này, đấy, và một cái con đồng hồ nha. Đấy thì về các bác bóc cho em cái lớp siêu màn hình này ra nhá. Nó có một cái lớp giấy bóng bảo vệ cái màn hình này. Về các bác bóc ra. Đấy, các bác bóc ra này. Đấy thì nó sẽ mới căng nha. Đấy khi bóc ra nó sẽ mới nha. Đấy và bắt đầu là các bác mở cái phần nắp dưới ra. Lắp cho em viên pin vào. Đấy, lắp viên pin vào. Đây, lắp viên pin ở cái phần nắp dưới này. Đấy, và khi mà lắp vào thì nó sẽ có là tự động nó cập nhật luôn. Đấy, tự động nó cập nhật nhá. Đấy, hiện tại đang là 21.2 độ C này. Đấy, độ ẩm là 99%. Hiện tại ngoài Bắc độ ẩm rất là cao, cũng như là cái nhiệt độ nó đang ở mùa đông cũng rất là thấp. Đấy, và có cả giờ này. Cái giờ này thì các bác muốn cài đặt rất là dễ thôi. Cái giờ này thì các bác khi mà các bác mua về nhận hàng ấy, nếu mà các bác muốn đúng giờ ấy, thì các bác cứ đúng 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa nhá, các bác tháo pin ra, các bác tháo ra lúc khoảng tầm 11 rưỡi đi, các bác tháo ra, sau đó là đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, các bác không cần phải chỉnh gì cả, cứ đúng 12 giờ trưa nhé, các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, đây cái nhiệt độ nó tự động nó cảm nhận hết các nhá, nhiệt độ độ ẩm là tự động nó cảm nhận hết. Con này nó có ngoài độ C thì nó còn có cả độ F này. Đấy, các bác bấm lên cho em. Đấy, min max này. Đấy, ok luôn rồi. Đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế điện tử. Đấy, nhiệt kế điện tử nhá, cứ lên mã em sẽ được nhiệt kế điện tử. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi. Đấy, 60.000 chiếc. Có cả pin biết đi kèm cho bác về xài luôn. Con này các bác có thể để bàn ở đây, nó có phần lạnh chống này, các bác có thể để bàn hoặc các bác có thể treo lên tường, nó có cả lỗ đinh để treo lên tường luôn. 60k nhá, nhiệt kế điện tử 60k, báo nhiệt độ này, độ ẩm phần trăm này, phần trăm độ ẩm này, rồi là ngày giờ thì ok luôn. Đấy thì các bác muốn về nó đúng giờ, không cần phải cài đặt nhiều. Thì về các bác khoảng tầm 11 rưỡi các bác tháo pin ra và đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là tự động nó sẽ cập nhật đúng giờ luôn. Đó, rồi em sẽ qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái bộ sạc iPhone. Lên mã em sẽ cái bộ sạc iPhone nhá, hôm nay em cũng xả kho bộ luôn. Đấy, bộ sạc iPhone này, sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Bộ sạc iPhone này thì bữa trước đang bán là 80.000, hôm nay em xả cho bác một cái mức giá cũng rất là dễ mua, chỉ còn có 50.000 bộ thôi. Đấy, 50k một cái bộ sạc của iPhone nha. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, hàng của Apple rất xịn sò chất lượng nhá. Một bộ thì sẽ bao gồm cho bác là một củ nhá, một cái củ sạc, chân của nó sẽ là chân Type-C này. Đấy, chân PDF ấy. Đấy, chân Type-C và một cái cọng dây cáp đi kèm. Cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Nói lại các bác là chuyên dùng cho máy iPhone. Còn bác nào dùng Samsung thì không dùng đâu. Đấy, chỉ dùng cho máy iPhone thôi nhá, chỉ dùng cho máy iPhone thôi, đây là chỉ dùng cho máy iPhone thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sạc iPhone 80.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 50.000 thôi. Đấy, một bộ là bao gồm là một củ và một cái dây cáp đi kèm. Về là các bác chỉ việc là cắm vào nguồn 220 là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Đấy, bác nào đang dùng iPhone thì mua ngay cho em cái bộ này về. Cái bộ sạc bóc máy của iPhone nhá, rất chất lượng luôn, hàng ok lắm. Đó. 50k nhá, 50k. Hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Chỉ có 50.000 cho một cái mã sản phẩm cái bộ sạc iPhone thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Lên mã sẽ là cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này thì về dùng cho các bác xài gia đình là rất là hợp lý, dùng cho cả nhà mình luôn. Đàn ông phụ nữ dùng hết, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì nhìn bộ này rất là thích, rất là mê này. Đấy, có các món ví dụ như là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ này, rồi là có rũa móng này, lấy dái tai này, nặn mụn này, zip giếc các thứ đầy đủ luôn, zip nhổ lông. Đó, đầy đủ cho bác luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ bấm móng ví nâu nha, thì các bác cứ lên mã cho em cái bộ bấm móng ví nâu. Đấy, bộ bấm móng ví nâu này. Đó thì bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho cái bộ luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 80.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. 40k nhá, 40k cho cái bộ bấm móng ví nâu này, chỉ có 40.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Đấy, 40k cho một cái bộ bấm móng ví nâu này.
giá nó quá là ưu đãi luôn, các bác mua về xài cả gia đình nhà mình luôn. Bấm móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, nặn mụn này, rũa giếc các thứ này, zip giếc đầy đủ cho bác luôn. Đựng trong một chiếc ví rất là đẹp, xinh, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Màu của nó là màu nâu chủ đạo nhá. Bộ bấm móng ví nâu xả luôn các bác, là chỉ còn có 40.000 một bộ thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Cây này về ví dụ các bác đo nhiệt độ thức ăn, đồ thức ăn này, rồi là đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ sữa này, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, các bác cắm vào nó sẽ báo nhiệt độ lên nhá, rất là hay. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ bữa trước đang bán cho bác là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 40.000 nhá, 40k thôi. Đấy, bán nhanh xả luôn, 40.000 một cây này. Đấy, rất là tiện nha. Đây em sẽ lấy bác còn một cây này. Cái này về các bác hay đo nhiệt độ sữa, nhiệt độ rượu thứ gì rất là tiện. Ở đây nó sẽ có một cái màn hình hiển thị đầy đủ thông số trên luôn. Thì về các bác bấm cho em bằng nút on off này, bật lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị đây nhá. Đấy, hiện tại nó đang là 20.5, nó đang cảm nhận theo cái nhiệt độ môi trường. Còn đây ví dụ như đây em cầm tay vào nhá. Em cầm tay vào đo như kiểu đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy thì các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu là nó sẽ nhích lên luôn này, con thấy không? Nó rất là nhẹ luôn. Đấy, đây em cầm tay nắm tay đây nhá. Cái này là như kiểu em đang đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó nhảy lên luôn. 26.9 độ C nhá, 27 này. Đấy, bắt đầu là nó cứ nhảy nhích dần, nhích dần lên. Còn đây em giờ em bỏ ra nhá. Bỏ này, bắt đầu nó xuống này. Đấy, bắt đầu nó sẽ xuống này. Đấy, các bác để ý này. Đó, đương nhiên rồi đấy. Bắt đầu là lại cảm nhận là đang xuống rồi đấy. Đó, có thấy không? 29.8 này, 29.7 này, bắt đầu đang xuống nhá. Rất là tiện dụng luôn. Vì nó có cái màn hình hiển thị ở trên này này, các bác nhìn rõ ràng là nó chuẩn xác bao độ. Về các bác đo nhiệt độ sữa này, nhiệt độ rượu này, nhiệt độ nước này, rồi là đo đồ ăn thức uống các thứ ra này. Đấy, nhiều khi là những cái món ăn mà mình cần đo nhiệt độ để cho nó chuẩn xác với nhiệt độ mà mình cần nấu chín, hoặc là đo nước, đo sữa giờ để cho trẻ con uống là cũng ok luôn. Đấy, đo nước cho trẻ em tắm này, rồi là đo sữa cho trẻ em uống này, ok luôn. Que đo nhiệt độ nhá, hôm nay xả luôn các bác, chỉ có 40.000 một cây thôi, 40k thôi nhá. Về chỉ việc bật lên là xài thôi. Lúc nào mà các bác không xài thì các bác tắt đi. Đấy, có lúc nào dùng thì các bác bật lên. Ok, đó. 40k thôi nhá. Xả vào tiếp theo thì em cũng lên mã xả luôn các bác, đó là cái bộ vít V50 này các ơi, bộ vít V50. Bộ này nó sẽ gồm có 50 cái đầu vít nhá. Đây đợi chút em bóc cho các bác. Bộ nó đóng gói rất kỹ cả. Đây. Đóng gói cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy. Một cái bộ vít nó sẽ gồm có tổng cho bác là 50 đầu vít. Đấy, dành cho các bác làm nghề bộ này quá ok. Rồi các bác sửa chữa ở nhà cũng ok luôn. Đấy, sẽ tổng là 50 đầu vít nhá. Đây. Ở bên này một loạt là đấu những cái đầu hoa thị to nhỏ này. Bên này thì sẽ có là những cái bộ đầu là đầu dẹt, đầu tròn, đầu lục giác này, rồi là đầu những cái đầu dị dị như là đầu hai cạnh này, này. Đây này. Đấy, cái đầu hai cạnh này. Đó, rất ok nhá. Bộ này đi toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng. Đấy, siêu cứng và siêu ok luôn. Đấy, toàn bộ thì đều được tích nam châm từ tính nhá. Toàn bộ là đều được tích nam châm từ tính nên là sử dụng rất ok luôn. Đấy, sử dụng rất ok luôn. Các bác mua về sấy vít, sấy ấy ra. Và cái chân này của nó này, các bác nhìn này. Cái chân này của nó sẽ là cái chân lục giác. Nên là khi mà về các bác lắp vào những cái con máy khoan pin, máy khoan cầm tay là rất là vừa này. Đấy, và cái phần đầu vít nó rất là dài nhá. Những cái lỗ vít mà nó sâu ấy là các bác vẫn có thể luồn vào, các bác xoáy được những cái lỗ bên trong. Đấy, rất ok luôn. Cho anh em thợ thuyền làm nghề này, các bác sử dụng gia đình này, xoáy bộ này thì quá ok luôn. Đấy, hàng mới keng nguyên trong hộp này có nhá. Đấy, hàng bãi nhưng vẫn còn mới, rất đẹp luôn. Đó. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vít V50 nhá. Tổng nó sẽ gồm có là 50 chi tiết, 50 đầu vít trong một cái hộp nha. Đấy, giá nó bình dân thôi. Chỉ có là đi bao tiền nhỉ? 170.000 nhá, 170.000. Đấy, bữa trước em đang bán là 250.000 đấy. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 170.000 đúng không nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ vít V50 nhá, bộ vít V50 chi tiết. Đấy. V50 chi tiết nhá. Đấy, V50 chi tiết 170.000, xả kho bán nhanh các bác luôn. Đó. Rất chất lượng luôn đây, các bác cùng nhìn lại một lần nữa này. Quá đẹp luôn. Đấy, đầy đủ là 50 đầu vít cơ nhá, 50 đầu vít cơ. Đấy, và có thể là lắp vào máy khoan pin cái thứ thoải mái luôn. Và vít nó dài, các bác có thể xoáy trong những cái lỗ sâu ok luôn nhá. Đó, bộ vít V50. Đầy đủ các mã đầu luôn nhá. 170.000 một hộp này nhá. 170k một hộp này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em là đợt này còn hàng không thì em báo luôn bác là vẫn còn hàng phụ bác nhá. Đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh khoang miệng không miệng này. Đấy, đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì nó là inox 304 nên các bác dùng yên tâm lên sức khỏe nhá, không lo nhiều đâu. Đó đây.
inox 304, nó là cái một cái cây để các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi đấy, cạo lưỡi chà cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đi nhá, ok luôn đó. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k là có kèm các bác là cả một cái hộp đựng này nữa nhá, thì các bác có thể mang đi du lịch đi chơi hoặc mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn đấy, rất là xinh, ok nha. 20k nhá, 20k cho một cái cây cạo lưỡi nhá, lên mã cho em xem cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi đấy, cạo lưỡi, cây cạo lưỡi này, cạo lưỡi vệ sinh lưỡi đang bán bác là 20k đấy. Việc cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là quan trọng nhá đấy, thi thoảng các bác sử dụng sáng đến mình dùng cái cây này mình cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đấy, cho vừa nó thơm mồm thơm miệng này, thứ hai là nó các bác để ăn uống các thứ là xong đấy, thức ăn các thứ nó bám dính vào trong lưỡi rất là hay bị vi khuẩn bệnh nấm lưỡi thứ rồi đấy. Các bác mua cây này về các bác vệ sinh lưỡi em rất sạch sẽ ok luôn đấy, cạo này cứ thế các bác cạo nó hết những cái chất nhờn chất cặn ở trên lưỡi các bác đi là sạch sẽ ok luôn đấy, khoang mồm khoang miệng sạch sẽ hơn nhá. Cây cạo lưỡi nhá, cả hộp này luôn là 20.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây vòi đồng tưới cây này đấy, vòi đồng tưới cây, cây này thì tại vì em đang bán giá cũng rất là bình dân nên bác sẽ mua giá chỉ còn có 30.000 thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ là cái cây vòi đồng đấy, vòi đồng tưới cây đám bán nó bác là 40.000 luôn nhá, 40k 40.000 cho một cái cây vòi đồng tưới cây nha đấy. 40k một cái vòi này nhá, vòi đồng tưới cây đấy, nó là một chiếc vòi nhá, một chiếc vòi đấy, một chiếc vòi bằng đồng này đấy, đây đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Và bên em có gửi kèm thêm cho bác là một cái vòng đai siết này đấy, về các bác kết nối cái này vào nguồn nước và các bác dùng cái đai siết này các bác siết cho nó ôm chặt vào đấy, có tặng kèm nữa một cái đai siết. Còn đây là cái thân vòi chính nhá, thân vòi chính nhá đấy, thân vòi chính. Con này nó có chỉnh được các chế độ nước không nhá, chỉnh được các chế độ nước này, các bác chỉnh tia xa, tia phun xa, tia phun gần này, rồi là các bác chỉnh các chế độ nước ví dụ như là phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ là các bác xoay cho em cái vòng này nhá. Đấy, cái vòng này là cái vòng chỉnh chế độ nước nhá, để sao mà các bác phù hợp với cái cây cối như mình nó phun đấy, phun tưới cây này, phun rửa sân các thứ này đấy, rửa sân rồi sướng tưới cây đấy, các bác lắp vào cái nguồn nước nhà mình. Về các bác có dây sẵn rồi, các bác mua cái vòi này về các bác lắp vào là xài thôi. Có tặng kèm thêm cho bác là một cái đai siết nha, để về các bác kết nối với cái dây nhà mình và các bác dùng cái đai siết này các bác siết vào nó chặt chẽ này đấy, ok luôn. 40.000 nhá, đấy 40.000 cho một chiếc vòi đồng tưới cây, cầm rất là nặng luôn đấy, đồng ngon lành luôn nhá, vòi đồng tưới cây 40k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mang, đó là cái cây cái này là cái cây tỉa lông mũi này, lên mã sẽ cái cây tỉa lông mũi nhá. Cây tỉa lông mũi này thì tại vì em đang gửi bác giá cũng rất là hạt rẻ bình dân, lên mã em sẽ cái tỉa lông mũi đang gửi bác một cái tỉa lông mũi này với giá chỉ có 30.000 thôi, 30k cho một cái tỉa lông mũi này, giá nó rất là hạt rẻ đó. Cái này thì về đây, về thì các bác chỉ việc là mở nắp hộp này, sau đó các bác lấy cái này cho thẳng vào trong lỗ mũi của bác và các bác bấm cho em. Đấy, bấm cho em thì con này nó đây, nó dạng vòng xoay này. Đấy, vòng xoay ngược, vòng xoay xuôi này. Nó sẽ nghiến đứt hết những cái lông mũi của bác nhá. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái cây kéo các thứ rồi, các bác chọc vào lỗ mũi. Đấy, các bác cắt nó rất là nguy hiểm đúng không? Đấy, các bác mua ngay cho em một cái cây tỉa lông mũi này về. Các bác cho vào, các bác cứ bóp đều tay cho em, bóp đều tay. Cực kỳ an toàn, hiệu quả. Đấy, không gây đau rát, không gây chảy máu mũi nhá. Mà đôi khi ví dụ các bác gây xước sát chảy máu mũi nhá, nó rất là khó vệ sinh rồi là khó chữa vết thương nhá. Đấy, đi bác mua cho này, vừa an toàn vừa hiệu quả mà rất ok, giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi mà sử dụng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái cây tỉa lông mũi nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cây này. Đấy, 30k cho một cái cây tỉa lông mũi nhá, nói chung là dùng ok, một cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề sức khỏe an toàn thì các bác nên sắm cho em một cây nha, tỉa lông mũi 30.000 một cây. Kem đánh răng Nhật và thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn đang còn hàng và hiện tại vẫn đang được giảm giá trong cái dịp cuối năm này nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì hiện tại đang có giá là 60.000 một típ thôi nhá, chỉ có 60.000 thôi, giá rất là bình dân. Hàng của thương hiệu Santa, một típ kem đánh răng của Nhật này thì sẽ có trọng lượng là 170g nhá. Đấy, dòng kem đánh răng muối cực kỳ là tốt cho hệ lợi có nhá. Đấy, hệ lợi yếu này. Đấy, các bác mua cho em này, hoặc là răng bị ê buốt thì các bác mua cho em sản phẩm về dùng rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang dùng, nhà em cũng đang dùng thực tế khoảng tầm 2 năm nay, em thấy rất là ok luôn, đánh cực kỳ sạch nhá, đánh rất là sạch luôn. Bình thường đấy, các bác đánh như dạng này cái răng kia nó rất là hay bị bó răng, cái này các bác đánh xong là cảm giác răng lại nhẹ mồm luôn. Đấy, dùng rất thích nhá, một típ là 170g. Đấy, rất tốt cho lợi này, rồi níu này, bác nào hay bị ê buốt chảy máu chân răng này dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dùng cực kỳ tốt luôn, cái răng của Nhật nhá, của thương hiệu Santa. Đó, một típ kem răng của Nhật nha, sẽ có giá là 60.000 nhé, 60.000. Lên mã em sẽ là, giúp cho em sẽ là phẩm là kem Nhật hoặc là kem răng của Nhật đang có giá là 60k một típ nhé, 60k cho một típ kem răng Nhật này. Đấy, các bác thử mua một vài típ về trải nghiệm dùng cực kỳ ok, em đảm bảo bác luôn, dùng nghiện luôn. Đấy,
Nó có một cái vị muối the the mát nhá, dùng thích lắm. Đó, 60k một típ kem dòng Nhật nha. Đấy, cái này em bán khá là nhiều, con những bác lấy cả chục típ luôn, mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, 60k một típ kem dòng Nhật này. Ngoài ra thì đây, thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn còn hàng để vụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc nhỏ mắt này của thương hiệu Roto. Đây thương hiệu Roto này, đấy, logo Roto nhá. Thuốc nhỏ mắt chứa toàn những thành phần rất là tốt cho mắt, ví dụ là vitamin E này, B6 này, muối, natri này, rồi là kali, toàn những thành phần giúp bổ mắt này, sáng mắt này, đặc biệt cho bác nào hay bị mờ mắt này, mắt kém này, đấy, rồi là các bác người già dùng rất là tốt luôn nhá. Một cái lọ thuốc nhỏ mắt 12 ml nha, thì bên em cũng đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 60.000 thôi nhá, bằng giá với kem đánh răng luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt của Roto, hàng mới và nguyên siêu này. Đấy, hàng mới và nguyên siêu cho bác này, 60k một típ này nhá, 60k một típ này. Nhiều bác hỏi là hàng này còn đết không thì em báo luôn này, những cái hàng mà liên quan đến sức khỏe thì yên tâm là đết bên em vẫn rất là quan trọng nhá. Con này đết là đến tháng 5 2026 này, nên là các bác yên tâm nhá, dùng thoải mái đi. Đấy, thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, rất là tốt cho mắt luôn. Đấy, rõ vào như các bác trước khi đi ngủ, các bác rõ vào sáng dậy các bác thấy khác hẳn luôn. Đấy, dùng khác bọt hẳn luôn. Đấy, hàng của Nhật, hàng của hãng Roto nên là dùng nó vẫn chất lượng nhá. 60k một lọ thuốc nhỏ mắt của Roto nhá. Xả vào tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cho bác mà hàng đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Đấy, cây này bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả kho. Đấy, vừa bán vừa tặng cho bác luôn. Giá sẽ là 10.000 một cây đâu nhá. 10.000. Lên mã em sẽ là cây gãi lưng, 10k một cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân luôn đây. Cái cây gãi lưng này bình thường nó ngắn này nhá, thì nếu mà các bác muốn dài các bác kéo ra. Đó, ok không? Đấy các bác kéo ra. Đấy, thi thoảng mình gãi lưng, đấy lưng rồi các thứ, những cái chỗ nào mình không với tay để mình gãi được thì mình dùng cái này các bác gãi cho em. Đấy, đây phần đầu đó, đầu sừng này. Ok luôn nhá. 10k một cây này có nhá, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, vừa bán vừa tặng vừa biếu bác chiên với bác này. Đấy, dịp cuối năm nhá. Đấy có phần móc đeo này, ok luôn nhá. Chắc chắn cái phần ống này ống bằng inox đấy. Đấy, nói chung là đẹp mà dùng nó tiện. Đấy, mua về mỗi nhà một cây, mình thi thoảng mình rất là cần dùng những cái này. Đấy, lúc nào mà lưng mà xa quá các bác không gãi được, các bác dùng cái cây cho, nó gọi là cây gãi lưng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cây gãi lưng, sản phẩm cây gãi lưng 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây, giảm giá chiên sập sàn bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, một bộ này sẽ gồm có là 5 mũi, em báo giá xả kho luôn này. Bộ mũi khoan đa năng này thì bữa trước đang bán giá là 150.000, hôm nay em về đây bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ còn có 100.000 một bộ thôi nhá. 100k một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, nó gồm có là 5 mũi nha, đây em sẽ mở ra bác coi một bộ này. Đấy, đó bác coi bộ hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật đây, nó sẽ gồm có là 5 mũi này. Hai mũi dùng phổ thông dùng nhiều nhất này. Đấy, các bác hay dùng nhất, sử dụng nhiều nhất này thì đó là hai mũi 6 nhá, hai mũi 6 này. Hai mũi 6 ml này. Đấy, tiếp theo thì là một mũi kích cỡ là 8 ml này. Đấy, 8 ml mũi 8 này. Một mũi nữa thì sẽ có kích cỡ là 10 ml này. Đấy, 10 ml. Một mũi nữa to nhất thì sẽ có kích cỡ là 12 ml nhá. Tổng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Và cái con này thiết kế nó rất là hay, nó thiết kế dạng là đầu tên lửa này. Đấy, cái đầu tên lửa này khi mà các bác khoan ấy, nó vào rất là ngọt, đặc biệt là các bác khoan những cái dạng trơn trượt như là tường gạch men. Đấy, tường đá hoa, tường gạch men ấy, tường gạch gốm ấy là các bác khoan ấy, bình thường đến cái mũi bình thường là các bác hay rất hay bị trượt, thì khi mà bị trượt nó cực kỳ là dễ gây vỡ gạch. Đấy, nên nó rất là xấu, thì các bác mua cho em cái con này về. Cái phần đầu nó này thiết kế dạng tên lửa này, các bác cứ khoan, các bác nhấp cho em vào từ từ, nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, hàng bao dùng bao xài bác luôn nhá. Về mà các bác không khoan được em cho các bác trả lại luôn. Đấy, cái này em cũng đã dùng trải nghiệm rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác khoan sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền khoan cực kỳ ok, đặc biệt là trong cái điều kiện các bác khoan là nó bị trơn trượt nhiều. Đấy, thì các bác mua ngay cho cái bộ này về. Cái phần đầu nó là đầu tên lửa nên nó khoan nó vào rất là ngọt luôn nhá, vào cực kỳ ngọt luôn. Đó. 100.000 nhá, em nay em xả kho. Đấy, sập sàn bác luôn, 100.000 cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, có những cái chỗ khác đang bán 150-200 đấy, bên em đang xả kho, gọi là bán lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, 100.000 nhá, 100.000. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, cũng là cái bộ đồ nghề dụng cụ. Đó thì em về thêm cho bác, đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị hàng của thương hiệu GT của USA này. Đấy, USA. Bộ này thì bán cũng rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất là nhiều nhá. Đây, một bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, bộ hoa thị nhá. Một bộ hoa thị sẽ gồm có là 2 4 5, tổng là 9 cây nhá. 9 cây các cỡ là từ
1.5 cho đến 10 nhá, 1.5 đến 10 hàng của Tool USA của thương hiệu JT này. Đấy, bộ này là bộ hoa thị này. Còn bộ này là bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác đây, bộ lục giác đây. Đó, bộ lục giác này. Đấy, đầu là đầu lục giác nhá, đầu lục giác. Đấy, đầu lục giác có đầu bi nhá, có đầu bi. Đấy, thì nó cũng có tổng là 9 cây từ cỡ là từ 1.5 cho đến 10. Thì đây là bộ hoa thị này. À quên, bộ lục giác đầu bi này. Còn đây là bộ hoa thị bộ bông này, nhiều bác trong Nam hay gọi là bộ bông á, lục giác bông nhá. Đấy thì bên em hôm nay cũng xả kho bộ luôn. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị nhá. Lục giác hoặc là bộ hoa thị hôm nay em sẽ xả kho luôn cái bộ này. Bữa trước đang bán giá là 80.000, hôm nay em xả kho cho bác luôn. Giá chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. 50k trong một cái bộ một cái bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị này. Đấy thì các bác cứ lấy bộ nào thì các bác cứ liên hệ anh em nhé. Lấy bộ lục giác thì báo là lấy bộ lục giác thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ lục giác. Lấy bộ hoa thị thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ hoa thị nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok, hàng của Mỹ mà nên các bác yên tâm về chất lượng đây. Đấy, không gì phải bàn đâu. Đây, phần hoa thị này quá nét nẹt luôn, đây phần lục giác này. Đấy, về các bác xoáy sử dụng anh em thợ thuyền xoáy thoải mái luôn. Rồi các bác sử dụng gia đình đôi khi rất là cần những cái bộ nhà. Đấy, rồi là đặc biệt là những cái đầu bộ đầu hoa thị này, nhiều khi những con ốc rất là khó. Đấy, vì nó bằng đầu hoa thị mà rất là khó kiếm. Đấy thì các bác mua trang cái bộ này về hầu gần như là xoáy được hết các loại ốc luôn. Đó, bộ lục giác và bộ hoa thị nhá, bên em đang bán đồng giá xả kho luôn, chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. Đấy, chỉ còn có 50.000 bộ thôi thì các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này. Đấy, 50k đồng giá nhá, bộ hoa thị cũng 50.000 và bộ lục giác cũng 50.000. Các bác lấy bộ nào thì các bác báo nha, để em nhặt cho bác bộ đấy thôi nhá. À, nhiều bác hỏi bên em còn kìm chết không thì em báo luôn là bên em vẫn còn kìm chết nhá. Đấy thì hiện tại em đang phân phối cái dòng kìm chết của thương hiệu Filter. Filter thì một trong những hãng về chuyên về những cái đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa. Đấy thì đây, một con kìm chết của Filter rất là chất lượng luôn. Hàng đó là dòng chất thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dây dẫn này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 5 vít này. 5 vít này. Đấy, 5 vít 1 2 3 4 5. Bình thường là các bác mua thị trường nó chỉ có 3 cho đến 4 vít thôi. Nhưng mà hàng nào làm rất là kỹ, hàng làm 5 vít luôn. Đấy, phần tay cầm có bọc ốp nhựa cao su chống trơn trượt. Đấy, khóa lẫy cái thứ vào ngon này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Cái hàng này thép rất là dày này, lò xo lò xiếc này, hàng thép cực kỳ dày luôn. Đấy. Gia công rồi là xử lý kỹ thuật các thứ là làm cực kỳ đẹp, chi tiết tỉ mỉ. Đó. Hàng mới keng nguyên vỉ này các nhá, hàng mới keng vỉ này. Đấy thì bên em đang gửi bác một cái con kìm chết Filter này với giá sẽ là 80.000 nhá. Lên mã em sẽ cây kìm chết này. Đấy, cây kìm chết đang gửi bác là 80.000 cho một cây kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Nhiều bác hay gọi là kìm bấm. Đấy thì miền Bắc hay gọi là kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Đang bán cho bác là 80.000 một cây này nhá, 80k một cây. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái cây chổi cọ sắt này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Đấy, cây này thì bên em đang gửi bác là giá sẽ là 30.000 một cây này nhá, 30k. Đấy, con này thì nó là cái những cái đầu của nó là bằng cái đầu sợi kim loại. Đấy. Đây, đấy khi mà bung nó xòe này. Đấy các bác về dùng để cọ đồ đạc đồ vật này, những cái phần xoong nồi các thứ này mình này. Đấy, dùng cọ được rất là nhiều việc luôn. Đấy. Đây. Đấy, nó rất là dài nhá, nó khoảng tầm 20 cm. Đấy, các bác cầm các bác cọ rất là hay luôn nhá. Lên mã em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây chổi cọ sắt này với giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, đây nó có những cái đầu sợi sắt thép nó nhỏ li ti này. Đấy, đây này, con nhìn này, đấy nó nhỏ li ti này. Ok luôn. 30k nhá, 30k cho một cái cây chổi cọ sắt thép này, chỉ có 30.000 thôi, dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái này bên em bán khá là nhiều, các bác dùng rất hay. Đây. Các bác nhìn này, đó, đây, cọ xoong, cọ nồi này, cọ bát đĩa, cọ cốc, cọ chén này. Cọ đa năng, đấy sử dụng nhà bếp rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn nhá. Đấy dùng xong mình có thể rửa sạch treo lên. 30k một cây nhá, 30k một cây nha. Đấy, đây cái phần đầu lông của nó nhá. Đầu lông của nó là đầu lông bằng kim loại nhá, đầu lông bằng kim loại nhá. Nó rất là mềm. Mềm. Đấy mềm mềm và nó có lực đàn hồi. Đấy các bác dùng để cọ kè các thứ ra. Đấy, cho nó trà nó sạch đi ok luôn. 30k một cây chổi cọ sắt nhá, 30 một cây. Sau đó tí hào thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vít V9 này. Lên mã cho cái bộ vít V9 này. Bộ này thì rất là hay. Đấy, nó là những cái bộ đầu về các bác vặn bu lông nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có là các cái cỡ là từ nhỏ nhất là đầu 5 nhá, đầu 5 cho đến đầu lớn nhất là đầu 13 ấy. Đấy, nó sẽ gồm có 9 đầu nhá, 9 đầu. Đây đầu nhỏ là đầu 5 này. 5 này. 6 7 8 9 10 11 12 và 13, tổng sẽ gồm có là 9 đầu nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 13 đây. Đấy, con này thì cái phần chân nó sẽ là chân lục giác. Cái đầu chân này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay. Đấy, các bác có thể xoáy ok luôn, rất là tiện dụng nhá. Các bác xoáy bu lông, xoáy ốc vít thứ như nhà mình. Đấy, anh em thợ thuyền sửa chữa này. Đấy, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy những dòng ốc cơ bản phổ thông là rất ok luôn. Đấy, từ 5 này. Ở đằng này là sẽ có 5 6 7 8 9 này. Ở đây sẽ có là 13 12 11 10 11 12 13 này. Đấy, con này thì ngoài
bán bu lông có thứ, các bác có thể bảo làm đầu bán tôn được luôn đấy, có thể làm đầu bán tôn luôn nhá, đấy làm đầu bán tôn luôn đấy. Thì các bác cứ lên mã cho em xem là cái bộ vít, là bộ vít mã là bộ vít V9 nhá, đấy bộ vít V9, cái này thì em báo giá luôn đấy, bộ vít V9 này, bộ vít V9, bộ vít V9 này, V9 này đang có giá là 40.000 thôi, 40.000 cho một cái bộ đầu khẩu 9 chi tiết nha. Đấy thì các bác lên mã là bộ vít V9 nhá. Đang của bác là giá sẽ là 40.000 một đồng. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái con này nó xoáy rất là đa năng, xoáy ốc vít, xoáy bu lông. Rồi làm đầu bán tô nó ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Đấy, đây. Con sản phẩm nhá. Đấy, đây. Về các bác lắp trực tiếp vào trong cái máy khoan pin, máy khoan cầm tay của bác đặt sử dụng ngon lành luôn nhá. Vì cái chân của nó chân lục giác mà. Đấy các bác nhìn này, xoáy ốc này. Ngon lành luôn này. Đấy, xoáy ốc là ngon lành luôn này. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Đấy, ngoài xoáy ốc thì các bác có thể bắt 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 vít rồi là bắt ốc này. Đấy, ngon lành luôn, xoáy ra rất ngon lành, xoáy ra sẽ vào là ok. Đấy, rất ok. Về lắp vào trực tiếp vào máy khoan pin. Máy khoan cầm tay anh em nhá. Bộ đầu vít 9 chi tiết nhá. Lên mã em xem cái bộ vít V9 nhá, bộ vít V9. Đấy, bộ vít V9 đầu từ đầu năm cho đến đầu 13 nhá, từ đầu năm đến đầu 13 đây. Đấy, rất ok. Giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, giá 40k một bộ này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái cây kìm tuốt dây này. Lên mã em sẽ cái cây kìm tuốt dây nhá. Cây này về dùng rất là hay. Đấy, các bác mua về dùng để tuốt dây, cắt dây. Ngoài chức năng tuốt dây nó có thể cắt dây này. Đấy, rồi là phần đầu kẹp ok luôn. Đấy, có phần khóa hãm này. Đấy, khóa hãm ngon này luôn nhá. Con này thì các bác tuốt được các cỡ dây là từ cỡ nhỏ nhất là từ cỡ 0.6. Đấy, và cỡ lớn nhất là cỡ 2.6 nhá. Đấy, tuốt các cỡ dây là từ 0.6 đến 2.6. Ngoài chức năng tuốt thì các bác có thể cắt này, đây nó có phần lưỡi cắt này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Con này nói chung là tuốt ngọt lắm. Đấy các bác cứ xem nó phù hợp với cái lỗ nào các bác cho đấy, các bác cầm các bác giật cái ra luôn, tuốt cực kỳ ngọt luôn. Tuốt rất sạch vỏ nhá. Có cả cái phần lò xo trợ lực này. Đấy lò xo trợ lực rất ok luôn. Lên mã em sẽ đưa cây kìm tuốt dây. Bên em đang gửi bác cho bác một cái mã cái cây kìm tuốt dây này, giá nó bình dân thôi. Chỉ có 40.000 nhá, về chuyên cho anh em làm điện làm đó này, các bác sử dụng gia đình ok luôn. Kìm tuốt dây này, đấy kìm tuốt dây nhá. Giá đang của bác là 40k một cây nhá, 40k một cây kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái tay nắm cửa silicone. Đấy, tay nắm cửa silicone này, lên mã em sẽ cái tay nắm cửa silicone nhá. Bên em đang gửi bác một cái tay nắm cửa này với giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một cái tay nắm cửa này, chỉ có 15.000 thôi, rất là ok. Đó, một chiếc tay nắm cửa dạng silicone các nhá, một tay nắm cửa dạng silicone. Đó, con này là dạng silicone. Về các bác ví dụ như nhà các bác mà cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác có thể là xài cho con này ok luôn. Đấy, về các bác xỏ vào nhá, con này nó có là dạng silicone, nó co giãn. Đấy, tay nắm chữ L là các bác xỏ vào, con này nó chống va đập này, chống bị xước sát cửa, rồi là tay nắm các thứ này, bảo vệ khu vực tay nắm cửa, giá ok luôn nhá. Chỉ có 15.000 một chiếc thôi nhá, 15k. Lên mã sẽ là cái tay nắm cửa 15k, nói chung là các bác dùng cái này rất ok luôn. Đấy, nói chung là bảo vệ cửa giá cũng như là gia đình nhà mình. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác đẩy những cái cửa nó hay đập vào trong tường này, hỏng, gây hỏng tường này, rồi là chẳng may nhà mình hay có trẻ con này kia chạy đi chạy lại nhiều, chẳng may có đập các thứ vào. Đấy, đập ngừa thứ rất là đau. Đấy, các bác mua trang con này về, đấy lắp nó vào nhá. Đấy, đẩy cái nó dính vào tường luôn. Ở đây nó có phần này, nó dính vào tường rất ok. Đó, thấy không? Rất tiện dụng nhá. Đó, thực tế về sản phẩm đây. Tay nắm cửa nhá các bác nhá, tay nắm cửa. Về các bác cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L là các bác lắp cái này vào được là ok luôn. 15.000 một cái nhá, 15k cho cái tay nắm cửa nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, nó là cái con máy vít chạy pin này. Cái con này về các bác sử dụng xoáy gia đình rất hợp lý này. Đấy, rồi anh em thợ thuyền xoáy con này ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây máy vít nhá. Con máy vít chạy pin, cái con này là nó có tích hợp pin sạc tích điện nó ngoài sẵn rồi. Thì về các bác cứ thế việc dùng thôi, nếu mà lúc nào hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Thì con này đây, cái chân sạc nó đây. Đi kèm thì bên trong hộp thì bên nhà xuất sẽ có đi kèm cho bác luôn là một cái dây cáp sạc nha. Đấy, đây các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn cổng USB ấy, cổng cục sạc điện thoại ấy, hoặc là chân cổng nguồn USB 5V 2A ấy, là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi. Đấy. Và có đi kèm luôn thì bên sản xuất có bên trong nữa là hai cái đầu vít nhá, hai cái đầu vít cho các bác luôn. Đây. Hãng làm cho bác rất cẩn thận luôn. Đấy. Đầy đủ cả sạc xiếc rồi cả đầu vít thứ này, hai đầu vít nhá, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba kia. Thì về các bác xài đầu nào các bác cắm cái đầu này vào. Đấy, cắm đầu này vào. Đó, đầu các bác bấm này. Đấy, bấm là ngon này luôn. Tiến lên thì các bác vào, lùi xuống thì các bác xoay ra. Đấy, tiến lên và vào, lùi xuống là ra thế thôi. Rất ok. Đây nó có hai cái nút bấm này. Rất tiện dụng, ngon này chắc chắn. Cầm nó rất là vừa tay nhá. Con này cầm rất là vừa tay, cầm nó không bị nhỏ quá hoặc là cầm nó không bị to quá. Đấy. Cầm khá là chắc tay, đầm tay nhá. Đấy, các bác có thể cầm như này. Các bác có thể cầm như này. Đấy, cầm nhẹ được, cầm nhẹ được. Còn các bác cầm
nhìn lại được này. Đấy, nói chung là các bác sử dụng cầm được nhiều thế nhá, cầm được nhiều thế nói chung là tiện dụng nhá. Xoáy vít nhá, đây con này. Con này cái lực xoắn mô man của nó, cái lực xoắn mô man nó, cái mô men ấy, xoắn của nó rất là khỏe đây. Các bác nhìn em biết này, em biết tay này. Đấy, biết tay rất là chặt nhá, nhưng con này nó vẫn vượt lên luôn. Đấy. Thì các bác biết là cái lực của nó, lực xoắn không nhỉ? Rất khỏe luôn nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe cực kỳ luôn. Đó. Lên mã em sẽ đeo con sản phẩm là cái con máy vít nhá, máy vít chạy pin nhá, máy vít chạy pin. Con này em báo giá luôn. Đang gửi bác là giá sẽ là 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác sử dụng gia đình này, xoáy những cái đồ đạc các thứ điện gia dụng nhà mình, anh em thợ thuyền dùng này cũng quá ok luôn nhá. Lên mã cho con máy vít này, máy vít pin nhá, máy vít pin, máy vít pin dạng mini, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130k cho một chiếc máy vít pin này. Đấy, 130k rất tiện dụng. Đi kèm bên trong thì sẽ có là cho bác là hai đầu vít này, rồi là cả cái cọng dây cáp sạc luôn, còn lên thân máy chính nhá. Hàng rất ok, 130.000 full combo cả hộp này luôn là 130.000. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo trợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn trợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, à hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này. Đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À cái đèn trợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như là những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn, về các bác lắp pin mà là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào, sau đó là các bác bật cân lên này, on này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng. Và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các bác nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kg. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này,
Zin này, rồi là OZ, mấy cái này thì em cũng không rõ lắm nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì 2 cân kg thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về để các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy sau đó các bác treo lên nha. Đấy các bác cầm nó lên nha. Đấy đây. Em đang cân thực tế đây. Đó. Và khi mà cân, đấy khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó nhẽ, sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg, đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Taria. Đấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này, đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này, 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mải nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi là các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. À, hay còn gọi là cân móc cân C1 thôi nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó, đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em đang gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, đi đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB các bác cắm ở đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này xanh luôn này, tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài,
và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30 ngàn một cục. Đấy các bác nhá, 30 ngàn một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB này mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20 ngàn một viên nhá. Đấy, 20 ngàn một viên thì cái này nó cũng dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó trong cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20 ngàn nhá, một viên này là 20 ngàn. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60 ngàn. Đấy các bác nhá, 60 ngàn một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30 ngàn các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90 ngàn một viên, 90 ngàn một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90 ngàn một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm mình sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần phải dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, để em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đấy, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây vào kênh của em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy có nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin
thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn, nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng hai ba con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các bác nhá. Rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhiệt này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhiệt bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác dùng không hết. Đấy thì đây. Bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhiệt này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây. Một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá. Giá 10.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là chạm thoải mái rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thoải mái luôn rồi. Đó. Một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây. Bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này. Rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây.
Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái chứ, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Lên luôn cho bác đó là cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã em sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã thì em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy, nó hình chĩa L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá, toàn bộ khâu đồng. Thân của nó sẽ là thân nhựa, thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Nó thân nhựa cứng thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to hạt nhỏ là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn.
lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ là tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 50.